Chúng ta sẽ làm việc trên chủ đề về môi trường. Chúng ta có một cái đề là it is a natural process, là một cái quá trình tự nhiên cho animal để trở nên extinct, là tuyệt chủng. Đằng sau này họ cho mình một vài cái example, ví dụ như là con dinosaur là con khủng long này, con đo đo là một cái con gì đó không biết, nói chung là bị tuyệt chủng. There is no reason, vì vậy mà không có lý do gì, bởi vì ở trên nó kêu là natural process, quá trình tự nhiên, cho nên ở dưới họ bảo là there is no reason, không có cái lý do gì mà con người phải prevent, phải ngăn chặn điều này xảy ra. Thế thì bây giờ mình đồng ý với quan điểm này hay không? Trước khi mà mình viết bài thì chị luôn luôn nhắc là chúng ta phải tuân thủ theo một vài cái thao tác cơ bản. Đây là những thao tác mà các bạn sẽ làm trong phòng thi luôn, cho nên mình cố gắng dù là practice tại nhà hay là dù nó đề nó dễ, nó quen cỡ nào thì mình cũng phải đi theo các cái step này nha, để cho bản thân mình có một cái hệ thống lần sau đi thi mình cứ quen với cái step này mình làm nó sẽ nhanh hơn. Thì đầu tiên thì mọi người làm cho chị cái bước gọi là keyword analysis, có nghĩa là phân tích đề. Phân tích cái từ khóa đó, nghĩa là khi mọi người đọc đề đừng có bao giờ đọc bằng mắt rồi để cho nó trôi không. Mọi người phải gạch chân, highlight những cái từ nào quan trọng, những cái từ mà giúp mọi người nắm được cái nội dung của cái đề bài này nha. Và mọi người gạch chân hoặc là ghi chú xuống. Sau đó mọi người phải tạo cho mình một cái opinion, nghĩa là trước khi mà mình có ý, trước khi mà mình muốn lập dàn ý thì mình cần phải biết là mình có quan điểm như thế nào. Nghĩa là mình phải biết được mình đồng ý hay là không đồng ý, hay là quan điểm của mình là đã phải 50-50, hay quan điểm của mình là theo kiểu 70-30, giống như bữa giờ mình đang practice kiểu 70-30 đó. Thì mọi người tập tạo cho mình một cái opinion, thì dựa vào cái opinion này mình mới tiếp tục mình làm cái bước thứ ba, là cái bước mà chúng ta thường làm với nhau trên lớp, đó là bước ba, lập dàn ý nha. Rồi bây giờ thì để chị xem nào. Bây giờ chị sẽ để cho mọi người khoảng 1 phút để mọi người làm cái bước keyword nha. Thì mọi người phân tích keyword đi, sau đó mọi người gõ lên khung chat cho chị xem là bây giờ trong cái đề bài này thì chúng ta có những từ khóa then chốt nào. Sau khi mà chị đọc và chị duyệt thấy cái từ khóa này ok, nghĩa là mọi người hiểu đúng đề rồi, thì mình sẽ chuyển qua cái bước thứ hai là bước opinion. Và sau khi có opinion thì mình sẽ tập lập dàn ý chung với nhau nha. Cứ như vậy thì đi thi mọi người cũng sẽ theo các step này luôn ha. Rồi bây giờ mình có 1 phút để gạch chân từ khóa nha mọi người. À, có một số bạn đã gửi về rồi. Mọi người nhớ gạch chân cho đầy đủ nha, không cần gạch quá ít đâu. Gạch làm sao để mình nắm được cái ý là được. Tại vì cái này cũng là do cũng chỉ có một mình biết thôi, chứ giám khảo không có biết, cho nên sẽ không có sai hoặc đúng. Quan trọng là để làm sao để mình hiểu nhất cái đề nha. Cho nên mọi người cứ thoải mái xem các từ nào mà mình cần phải nắm để mình hiểu đề thì mọi người ghi chú xuống. À, ở đây thì chị nhận được của các bạn rồi ha. Thế chị sẽ sửa chỗ này nha. Như vậy đầu tiên khi mọi người đọc vô thì mọi người sẽ thấy được nó nói là ở đây là một cái quá trình tự nhiên đúng không? Như vậy chắc chắn mình phải gạch chân chữ natural process, quá trình tự nhiên. Để mà động vật nó trở nên tuyệt chủng. Rồi, như vậy đây nó nói về chuyện tự nhiên, nghĩa là tự nhiên tụi nó mất đi, tự nhiên tụi nó chết đi như vậy đó. Cái câu thứ hai nó bảo là there is no reason. Như vậy thì bởi vì nó tự nhiên cho nên là chúng ta không cần phải không, no reason, chúng ta không có lý do gì hết để mà try to prevent. Rồi. Như vậy ở đây mọi người có thể gặp nhiều hơn nha, nhưng mà ở đây ba cái thứ then chốt mọi người cần phải nhớ là natural, no reason, to prevent. Rồi. Như vậy thì khi mà mọi người, bây giờ chúng ta đã xong bước keyword rồi ha. Nào, như vậy chị sẽ ghi lại keyword để chúng ta có là natural process. Thứ hai chúng ta có là no reason to try to prevent. Chúng ta đang có những cái nhóm từ khóa như thế này. Tiếp theo mọi người sẽ tạo cho mình một cái quan điểm nha. Bây giờ mình chưa cần viết mở bài,
mở bài thì phải paraphrase đề các kiểu, nhưng bây giờ tạm thời mình chưa cần, bây giờ mình cần cái câu opinion vì nó quan trọng hơn. Tí xíu nữa mình sẽ paraphrase này nè, rõ chai xong. Bây giờ mọi người tạo cho một cái quan điểm cho bản thân mình nha, nghĩa là bây giờ dựa vào cái đề này thì mọi người nghĩ là agree hay mọi người nghĩ là mọi người disagree hay như thế nào. Nhớ nè, khi mà mọi người không đồng ý á thì mọi người đừng chỉ nói với nó là không đồng ý. Tại vì cái chữ không đồng ý nó rất là mơ hồ, người ta sẽ không biết được là mình không đồng ý tới mức độ nào, hoàn toàn không đồng ý hay không đồng ý một phần nào đó. Cho nên ai mà không đồng ý thì chịu khó ghi kỹ ra, như là đối với tôi thì tôi cảm thấy như thế nào. Ví dụ là mình nói một cách đơn giản nôm na là đối với tôi thì tôi không đồng ý, tại vì điều này không thể tự nhiên được, phải có lý do và con người phải prevent đó. Cho nên mọi người cố gắng, mọi người ghi kỹ ra nha, nếu trong trường hợp mình disagree ha. Rồi bây giờ mình sẽ có khoảng 2 phút để mình tạo ra cái câu opinion này nha. Mọi người gửi cái câu opinion về ha. Rồi bạn nào mà gửi chữ disagree thì mình phải viết kỹ hơn nha, có nghĩa là chúng ta không đồng ý ở cái mức độ nào. Bây giờ đề nó cho rất là nhiều, mọi người tưởng tượng là đề nó mất công, nó nghĩ ra một cái đề công phu như thế này, chúa tể của ngôn ngữ như thế này, 4.750 như thế này, mà mình chỉ ghi được câu không đồng ý thì cái này nó hơi ngắn, hơi cục xúc xíu ha. Cho nên mọi người chịu khó, mọi người ghi đầy đủ ra, tôi không đồng ý, đối với tôi là nó không tự nhiên, cho nên con người cần phải có lý do để bảo vệ nó. Mọi người chịu khó tạo cho mình một câu rõ ràng nha, thì tí xíu nữa mọi người sẽ thấy là ai mà càng có một câu opinion rõ ràng thì người đó càng có nhiều lợi thế trong quá trình viết bài, tại vì mình hiểu rõ và người đọc cũng đọc được mỗi quan điểm rõ ràng, cho nên người ta sẽ có cái tiền đề để người ta follow cái thân bài của mình. Còn bạn nào mà hoàn toàn đồng ý thì dễ hiểu rồi, hoàn toàn đồng ý nghĩa là cái gì người ta ghi ra mình cũng đồng ý hết, cho nên cái câu này thì dễ hiểu, cho nên tạm thời có thể chấp nhận cái câu hoàn toàn đồng ý nha. Và ai nào, ai mà hoàn toàn đồng ý thì mình cũng phải suy nghĩ xem là lỡ mà mình đồng ý như thế này thì mình có ý để mình viết ở thân bài không nha, chứ đừng có tạo một cái quan điểm mình để chơi, tại vì quan điểm sẽ là cái mà định hướng mọi người nghĩ ý á, cho nên là mình phải suy nghĩ quan điểm này mà nó dễ nghĩ ý tí. Ví dụ này, chị bảo bạn nào mà hoàn toàn đồng ý, nghĩa là tụi em phải nghĩ ra thật nhiều lý do tự nhiên nó chết đi, nghĩa là phải ngồi nghĩ ra tại sao lại natural, rồi mình phải nghĩ tại sao con người không cần bảo vệ, thì những cái này mình xem nó có logic không, nghĩa là nó có hợp lý để mình có thể đưa ý tưởng không nha. Còn nếu mà nó phi logic quá thì mình phải đổi lại cái quan điểm đi. Ai mà ghi partially cũng vậy nha, hiện tại chị đang nhận được những câu như là partially thì một phần, người ta sẽ không hiểu là phần nào đâu nha mọi người. Nếu mà ai ghi một phần á thì giám khảo sẽ thắc mắc, ủa rồi phần nào, tại vì trong bài có rất nhiều từ khóa màu vàng, cho nên nếu mà mình chỉ ghi một phần thì người ta sẽ nói là vậy phần tự nhiên hay phần reason hay phần con người. Cho nên ai mà ghi một phần á thì cũng phải detail ra là cái phần nào nha. Có ai mà ghi kỹ hơn được nữa không? Có ai mà ghi một cái opinion công phu được nữa không? Ngoài chuyện là completely agree với completely disagree, mọi người còn nghĩ ra được một cái câu nào nó kỹ lưỡng hơn được không? Thì mọi người cố gắng suy nghĩ một cái câu nào mà nó thật sự detail nha. Thì tí xíu mình sẽ thấy cái sức mạnh của chuyện là nếu mọi người tập trung thể hiện một cái opinion tốt thì ở cái body rất là dễ viết. Ở đây thì chị nhận được một số câu opinion từ đơn giản đến phức tạp nha. Bây giờ chị sẽ copy cho mọi người để mọi người hiểu như thế nào là đơn giản mà đơn giản quá, và như thế nào là phức tạp mà phức tạp quá, là để mình biết là mình cần phải ghi như thế nào. Rồi bây giờ chị copy lên đây một số câu từ cơ bản đến phức tạp ha.
Và bây giờ tạm thời nhé, tạm thời mọi người chắc là ngưng viết opinion đi để mình cùng sửa cái opinion ở trên kênh file này xem ha. Chị sửa xong rồi bạn nào mà muốn rút kinh nghiệm hay muốn viết lại thì mình có thể viết nha. Thứ nhất là có bạn sẽ nói là tôi không bao giờ chấp nhận cái suy nghĩ này. Rồi mọi người, bạn viết là tôi không bao giờ chấp nhận suy nghĩ này. Thì câu này nó quá là đơn giản đi. Và nó cũng không giống cái phong cách viết luận nữa. Tại vì khi mà mọi người viết luận á, thì mọi người phải viết cho nó khách quan. Có nghĩa là tôi đồng ý hay không, đồng ý hay là tôi không đồng ý, để cho nó trả lời cái câu hỏi này nè. Thì câu hỏi nó hỏi là do you agree or disagree, thì mình phải mình nên xài các từ của nó để nó đúng với format của đề. Như vậy mình sẽ nói là à, tôi không đồng ý với cái suy nghĩ này. Ví dụ mọi người ghi là I disagree with this idea. Cái này nó là một cái tư tưởng, hoặc là nó mọi người có thể gọi là một cái statement nha, chứ đừng gọi là cái ý, cái suy nghĩ này nha. Nếu mà ghi cái thought thì nó hơi giống như Văn nói, ở đây không có suy nghĩ nào hết, nó là một cái tư tưởng, một cái quan điểm, nó rất là bự chứ nó không chỉ là một cái suy nghĩ đơn giản, một cái thinking. Cho nên ghi như thế này thì nó không phù hợp lắm với cái phần formal. Và cái chữ chấp nhận này nè, nó cũng mang tính rất là cảm tính nha, theo kiểu như tôi không chấp nhận nghĩa là sao. Đó, cho nên là mọi người nếu mà muốn ghi kiểu đơn giản thì tốt nhất là mọi người ghi là I disagree, thì cái chữ disagree thứ nhất là nó đúng với cái format của đề bài, vì đề đang hỏi mình hai chữ là đồng ý hay không, thì mình sẽ sử dụng là tôi disagree. Và cái này nó cũng không phải là một cái thought nha, nó là một cái idea bự, một cái statement, một cái quan điểm, một cái lời khẳng định nào đó. Mình ghi như vậy thì sẽ thấy cái tính chất hơn. Đây là cái thứ nhất, nhưng mà cái câu này đơn giản quá. Câu thứ hai, rồi bây giờ mọi người đọc cái câu này xem có hiểu không nha. Tôi hoàn toàn rồi, absolutely là hoàn toàn. Tôi hoàn toàn đứng, stand là đứng, oppose là opposite. Tôi hoàn toàn đứng đối lập với cái tư duy này về những cái dựa trên những ý tưởng dưới đây. Tôi hoàn toàn đứng đối lập với cái nhận định này dựa trên những lý do dưới đây. Rồi câu này thì thấy nó rất là màu mè đúng không mọi người? Cái câu này thì nó khá là màu mè. Câu này bạn sẽ dịch ra là tôi hoàn toàn đứng đối lập với cái ý kiến này bởi vì on the following grounds, là vì những lý do dưới đây nha. Thì cái chuyện mà stand opposed to this opinion đó, thì nôm na nó cũng gọi là disagree. Nghĩa là cho dù mà bạn viết rất là phức tạp, màu mè hoa lá hẹn như thế này, nhưng mà tụ chung lại cái cốt lõi của nó, cái core của nó đó, nghĩa là khi đọc xong câu này, dù nó có dài mười mấy trang thì túm gọn lại vẫn là bạn disagree. Như vậy đây vẫn là disagree thôi, chứ nó không có cái gì, nó không có cái ý tưởng nào nó xa xôi hơn. Cho nên câu này cũng không rõ ràng luôn, mặc dù nó dài hơn câu trên, nhưng nó cũng chỉ là disagree, cũng là không rõ ràng. Rồi, bởi vì như chị có nói ở trên, khi mà mọi người không đồng ý thì là không đồng ý như thế nào, không đồng ý một phần, không đồng ý bán phần hay là sao. Cho nên mọi người cố gắng đừng có ghi những câu quá ngắn như thế này nha. Bạn thứ ba thì ghi dài hơn một chút và có vẻ kỹ hơn. It is my personal belief that, nó là cái suy nghĩ, cái niềm tin cá nhân của tôi rằng là trong thực tế, they should be preserved. Đây này, tại vì bạn ghi chữ đây này nên người ta không hiểu đây này là đây nào, đây này là people hay đây này là animals. Thế thì mình hiểu là động vật nên được bảo tồn đó, nhưng mà cái chữ đây của bạn thì nó quá chung chung. Cho nên là ở đây nếu được thì mình nên ghi kỹ là animal, còn không người ta sẽ hiểu là đây này là con người đó. Như vậy động vật, animal đó. Animal nên được preserved bởi vì hai cái principal reasons, including, bao gồm cái tầm quan trọng trong việc maintaining the balance of nature, có nghĩa là động vật nên được bảo tồn bởi vì nó có thể duy trì được cái sự cân bằng của tự nhiên, và bởi vì cái giá trị, value là giá trị và intrinsic là cái chữ synonym của chữ important đó. Thì cái câu này nó xuất sắc hơn hai câu trên ở chỗ là nó chịu khó, nó chịu khó diễn đạt ra, và tiếp theo là nó chịu khó sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ mọi người thấy nè, câu trên chỉ ghi là tôi không đồng ý, ở đây cũng cơ bản là tôi không đồng ý, nhưng câu ở dưới thì ghi nó detail hơn, nó bảo là tôi nghĩ động vật nên được preserved bởi vì hai lý do chính, đó là cái tầm quan trọng trong việc duy trì cái sự cân bằng của tự nhiên và cái giá trị thiết yếu của nó. Như vậy thì ít ra mọi người phải cho giám khảo thấy một cái câu này để họ có cái dữ kiện họ chấm cho mọi người. Tại vì đưa câu này vào thì mình mới thấy được có nhiều cái từ vựng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là quan điểm, nó ít ra nó cũng rõ ràng, mình đọc vô mình thấy rõ ràng đúng không? Có nghĩa là mình hiểu được là người viết chuẩn bị đưa ra hai lý do, đó là cái chuyện mà maintaining the balance of nature, và cái lý do thứ hai là intrinsic value đó. Cho nên là người viết ở đây thì rất là chịu khó diễn đạt ý tưởng, cho nên là người đọc họ có cái background ban đầu, họ có cái nền tảng ban đầu để họ xem là người viết chuẩn bị viết gì. Thế thì câu này
tạm thời ổn hơn hai câu trên rất là nhiều. Tuy nhiên bây giờ mọi người phải đọc lại, mọi người đọc lại với cái đề xem nào. Cái đề này mình đã gạch chân tới hai cái nhóm từ khóa lận mọi người, đó là nhóm tự nhiên và cái nhóm con người nên prevent. Vậy thì nếu nha, chỉ ví dụ nè, cái câu màu cam ở đây, mọi người đặt nguyên cái câu màu cam này và mọi người suy nghĩ xem nó đã giải quyết được mọi phần trong cái đề chưa. Đọc vô cái phần màu cam này, vậy liệu có biết được là chuyện là natural hay không natural không? Đọc vô thì biết là con người cần phải bảo vệ nó rồi đó, là làm được cái phần thứ hai rồi nè, nghĩa là mình hiểu được có những cái lý do mà con người cần bảo vệ, bởi vì con animals nó quan trọng trong việc là maintain the balance và nó quan trọng trong việc là intrinsic value. Đọc vô thì biết á, biết là con người cần bảo vệ vì nó quan trọng rồi, nhưng liệu đã trả lời được cái vế đầu chưa, đã trả lời được cái chuyện là natural process chưa? Và bây giờ mọi người comment ý kiến vô xem thử ha, mọi người đọc cái câu màu cam này. Câu này nó tốt về mặt ngôn ngữ rồi nha. Tuy nhiên mình xem coi nó thỏa mãn được cái đề chưa. Nghĩa là mọi điều mà giám khảo cần biết thì mình đã clarify được trên cái opinion này chưa. Rồi mọi người đọc và so sánh lại với phần màu vàng nha. Bây giờ nhiệm vụ của mọi người là đọc phần màu cam và so sánh với phần màu vàng ha. Ừ, đúng rồi, có nhiều bạn ghi là not yet, vẫn chưa. Đúng thì cái câu màu cam này nó đã tiến bộ một bậc rồi á, bởi vì nó rất chịu khó, nó rất là chịu khó diễn đạt ý tưởng ra, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn cái yêu cầu của giám khảo, tại vì bây giờ họ còn vướng cái chữ natural nữa nè. Mọi người vẫn chưa khai thác được chữ natural này. Cho nên là ở đây thì mọi người cần phải ghi đầy đủ hơn nữa nha. Cho nên mọi người thấy là cái câu opinion này mình không thể ý là mình không thể ghi cho có được, mình phải ghi thật là kỹ. Đây, ví dụ ha, chị ghi như thế này, mọi người suy nghĩ thử xem nha, nó có rõ ràng hơn không, dưới góc độ là một người đọc đi. Ví dụ mọi người là người đọc bài, nhưng mọi người có thấy ưng ý hơn và thấy nó rõ ràng không nha. Rồi bây giờ chị sẽ ghi ha. Ví dụ chị ghi như sau, có nhiều bạn gửi về thì chị để tí xíu chị rảnh chị xem ha, còn hiện tại thì sợ không kịp giờ cho nên chị sửa luôn ở đây nha. In my opinion, theo ý kiến của chị. Rồi bây giờ nè, quan điểm của chị á, bây giờ người ta đưa cho chị hai nhóm từ khóa, một nhóm là natural và một nhóm là chuyện là there is no reason. Thế thì bây giờ chị suy nghĩ nè, cái chữ natural này chị thấy có, nhưng mà không có phải là tất cả, nghĩa là chị thấy nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Rõ ràng là vẫn có cái yếu tố tự nhiên. Ví dụ như mình suy nghĩ là bây giờ con khủng long đi, thì trong cái quá trình tiến hóa của nhân loại thì có một số đặc tính của khủng long nó không phù hợp, thế là nó bị đào thải, nó bị đào thải khỏi cuộc chơi. Như vậy có cái sự chọn lọc tự nhiên ở trong đây, như vậy có một phần của natural process. Tuy nhiên rõ ràng là không thể nào đổ tội cho tự nhiên được, bởi vì con người là cái nhân tố chính gây ra những cái tác động về môi trường. Như vậy ở đây với cái keyword natural chị sẽ đồng ý một phần, bởi vì nó chỉ có một phần nhỏ thôi, nghĩa là mình tạm hình dung là 30 ha. Như vậy chị sẽ viết bài theo kiểu 30-70 như cũ nha, như cái bữa giờ mình vẫn làm là theo phong cách phản biện ha. Thì chị sẽ thấy là natural process nó sẽ đóng vai trò quan trọng là 30%. Tuy nhiên vì con người là 70 cho nên cái phần này try to prevent chị sẽ chọn nó là 70%. Như vậy chị sẽ không có chọn là completely agree, cũng không chọn là completely disagree nha. Tí xíu chị sẽ phân tích tại sao chị không chọn. Thật ra chị không chọn tại vì chị không có ý để viết á, có nghĩa là chị không thể đứng yên ở một bên được, tại vì nếu mà mình chọn hoàn toàn một bên thì cái quan điểm của mình phải rất là nó kiểu như là nó chỉ có một chiều thôi, thì rất là khó để nghĩ ý. Cho nên chị quyết định là chọn 30-70 để mà nó có thể nhìn được hai chiều và mình dễ nói hơn nha. Rồi như vậy chị sẽ ghi ha. Theo quan điểm của tôi thì mặc dù while trong khi cái sự cái quá trình tự nhiên hay là cái sự chọn lọc tự nhiên nó đóng một phần rất là nhỏ nha. While the natural selection, cái sự chọn lọc tự nhiên, cái place nó đóng ha. Thì ở đây mình sẽ có cái cụm là place a role, đúng không, là đóng vai trò. Bây giờ mình cần là đóng một vai trò nhỏ xíu, như vậy mình sẽ bổ sung một tính từ vô đây, rồi place a minimal ha, một cái vai trò nhỏ. Một cái vai trò nhỏ trong cái sự tuyệt chủng của động vật, in animal extinction. Rồi trong cái sự chọn lọc tự nhiên nó đóng một vai trò nhỏ, thì con người human main đóng vai trò chính, trách nhiệm chính, responsibility đóng vai trò chính for this problem, sau cái vấn đề này. Rồi thế thì bây giờ cái câu này của chị tới đây là nó giải quyết được hai chuyện nè. Thứ nhất là chị nói là cái natural là 30%,
con người là 70%, đúng không? Rồi bây giờ chị còn cần một vế nữa, có nghĩa là con người phải prevent nữa, cho nên chị còn phải thêm một ý nữa. Như vậy chị sẽ nối vào vô con người đóng vai trò quan trọng trong cái vấn đề này ha, for this problem, which cái mà phải được giải quyết một cách triệt để, một cách hợp lý, một cách kịp thời, which must be solved. Ở đây chị có thể dùng cái trạng từ là promptly, có nghĩa là kịp thời, kịp lúc ha. Thế thì mọi người đọc cái câu này nha, bây giờ mọi người đọc lại câu này ha, và xem thử coi là dưới góc độ của người đọc mọi người thấy nó đã thỏa mãn cái yêu cầu đề chưa. Nghĩa là bây giờ mình quan điểm là quan điểm của cá nhân, cho nên người ta không thể bảo là quan điểm mình đúng sai, nó chỉ có thể là phù hợp, thỏa mãn với đề hay không thôi. Thế giờ mọi người đọc cái phần màu xanh này xem thỏa mãn đề chưa nha. Thứ nhất, đã thấy nó nhắc được chữ natural process chưa? Ở đây nó có rồi nè, natural selection, đó quá trình chọn lọc tự nhiên, cái sự tự nhiên đúng không? Nó đóng một cái vai trò nhỏ. À như vậy ở đây chỉ có nhắc về minimal, à có nhắc về natural rồi. Tích vô như vậy câu này thỏa mãn cái keyword thứ nhất. Thì humans, con người, take the main responsibility. À như vậy con người đóng vai trò quan trọng hơn. Rồi như vậy chỉ có nhắc về con người rồi. Cho cái vấn đề này, cái mà phải được giải quyết một cách triệt để, à như vậy có phải chữ giải quyết này chính là cái từ đồng nghĩa của prevent không? Nghĩa là con người phải giải quyết nó, con người phải giải quyết một cách triệt để là con người phải try to prevent. Rồi mọi người đọc lại câu này ha, và so sánh với cái câu opinion mọi người viết nha. Bây giờ không cần hay hay dở về mặt từ vựng nha, cái đó mình quan sát tới. Trước mắt mình phải tập cho mình một cái lập luận thật là rõ ràng. Thế thì mọi người đặt cái lập luận này xem coi là dưới góc độ của một người đọc nha, liệu mọi người đã ưng ý với cái lập luận này chưa ha. Mọi người thử suy nghĩ coi là nó đã đáp ứng được cái yêu cầu đề chưa. Nghĩa là đề đưa ra bao nhiêu từ khóa thì cái intro này nó đã thỏa mãn được những từ khóa của đề chưa. Mà mọi người dành khoảng 1-2 phút để đọc và suy nghĩ thử nha. Mọi người có thể đưa ra comment hay là feedback, hay là mọi người thích điều chỉnh cái gì thì mọi người cứ comment vào nha. Bởi vì cái này là mình học, mình đóng góp ý kiến, giáo viên với học sinh là cần phải tương tác với nhau, cho nên là mọi người cứ thoải mái đưa ra quan điểm. Ví dụ mọi người thấy câu này nó không hợp lý, câu này nó bị lỗi chỗ nào thì mọi người cứ nói ha. À, có bạn thì sẽ kêu là tôi bạn nghĩ là tự nhiên đóng vai trò 70%, con người 30%. Cái này cũng được, cái này là tùy kiến thức của mỗi bạn. Ví dụ như dựa vào kiến thức của bạn đi, bạn thấy tự nhiên nó đóng tới 70 thì bạn cứ thoải mái là ghi là 70. Như vậy bạn ghi là trong khi con người đóng một vai trò rất là nhỏ thì tự nhiên đóng vai trò lớn hơn, ví dụ như vậy ha. Cái này là quan điểm của bạn, cho nên là mình cũng không có xét đúng sai ở đây. À rồi có bạn hỏi là bạn vẫn chưa hiểu được cái đề, rồi giờ nói lại cái đề một chút nha. Như vậy đề này nó thứ nhất nó thuộc về topic environment, thứ hai nó đưa ra cho mình một cái problem, là bây giờ nó đặt ra một cái statement ha, nó nói một cái câu là nó nghĩ đây là một quá trình tự nhiên, nghĩa là tự nhiên động vật chết đi, ví dụ như tự nhiên vậy đó, không, mình không có làm gì hết á, mình không có phá hoại chỗ ở, không có săn bắt, không có giết gì hết á, tự nhiên vậy đó, một ngày đẹp trời cái tất cả những con vật, ví dụ như dinosaur nè, con đo đo cái nó disappear, nó biến mất luôn, nó bị tuyệt chủng. Đây nó nhắc về cái sự tự nhiên, nghĩa là bỗng dưng như vậy ha, bỗng dưng nó chết. Thế thì bởi vì cái sự tự nhiên này cho nên there is no reason, không có cái lý do nào mình cần phải prevent it. Nó tự nhiên mà, cho nên cứ để vậy thôi, cứ để nó tự nhiên nó chết đi thôi, không có cần phải làm gì, không phải nỗ lực, không phải prevent gì hết. Thế đề nó nói như vậy đó, nghĩa là đề nó đặt ra một giả thiết là có phải là tự nhiên mà động vật chết đi, và có phải vì chuyện tự nhiên mà chúng ta không cần làm gì không. Thì sau khi mọi người đọc đề, mọi người phải gạch chân từ khóa nha. Mọi người gạch chân từ khóa, thế thì mọi người thấy có hai cái vấn đề mà đề đang nhắc tới. Thứ nhất là về tự nhiên, và thứ hai là về chuyện là cần ngăn chặn. Hầu như các bạn gửi về cho chị á, đều chỉ có nói được một ý thôi nè. Rồi, ví dụ ha, bạn Phi Nhung ơi, em xem lại xem hiểu đề chưa nha. Em cố gắng hiểu cái đề này để mình có thể làm cái thân bài nha Nhung.
Hầu như tất cả các bạn gửi về cho chị á, thì có câu đơn giản, có câu phức tạp. Tuy nhiên, nó vẫn chưa nói được hết mọi keyword của đề bài. Ví dụ chị vừa nhận được một bạn đây. Cái này cũng ổn. Nói chung là cái này cũng ổn. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đầy đủ. Bạn nói là human actions làm cái contributor bự nhất để làm cho animal disappear. Câu này ok. Câu này ok, nhưng mà nó mới giải quyết được một mặt. Có nghĩa là bạn nói là không phải là tự nhiên, là bạn chọn là con người. Làm như vậy ở này mới giải quyết được một mặt. Em cần phải add thêm một ý nữa. À, vậy thì therefore, do con người là yếu tố chính nên con người cần phải làm mọi thứ, cố gắng hết sức để mà prevent. Thế thì nó mới đủ yêu cầu đề nha. Nói chung là bây giờ mình chưa cần xét đến chuyện hay hay dở, nhưng trước tiên cái câu opinion của mình phải satisfy, phải thỏa mãn cái đề. Tại sao mọi người đi thi luôn gặp cái vấn đề là writing không lên được 6.5, thậm chí chỉ có mắc kẹt ở ban 6 chấm, dù mọi người đã practice rất là nhiều và mọi người đã đọc văn mẫu rất là nhiều, thì cái vấn đề nó nằm ở câu opinion nè. Cái câu opinion rất là quan trọng, tại vì nó sẽ là định hướng cho cả người đọc và người viết. Ví dụ nè, mọi người đọc những câu opinion như thế này thì thấy là nó bị thiếu ý mất tiêu rồi. Mà nếu giám khảo thấy thiếu ý thì người ta sẽ hình dung là vậy thì thân bài chắc chắn bạn cũng thiếu ý luôn. Vì từ ban đầu, từ cái nền móng đầu tiên bạn đã không viết đủ thì chắc chắn bạn sẽ không thể triển khai đầy đủ ở body. Vậy thì từ cái lúc ban đầu nha, là giám khảo đã biết là mình đi lạc hướng rồi. Cho nên những bài như thế này thì nó rất là khó để lên được cái ban 6.5, tại vì nó không có đầy đủ ý. À, đây không phải là mở bài nha, mình đang nói về câu opinion nha. Rõ ràng mở bài nó còn cần nhiều hơn nữa, nó còn cần paraphrase nè, nó còn cần dẫn vào cái topic. Hôm bữa mình có học là mở bài tới 3 câu lận. Tuy nhiên cái mở bài đó về nhà mọi người có thể hoàn thiện cho đầy đủ. Còn ở đây thì mình chỉ muốn focus vào cái opinion thôi. Nào, như vậy mọi người xem các mọi người đã hiểu cách đưa ra quan điểm chưa? Nói chung quan điểm không có đúng sai, viết gì cũng được hết trơn, nó suy nghĩ sao cũng được. Tuy nhiên thứ nhất là nó phải thỏa mãn cái đề nha. Như là đề nói bao nhiêu keyword thì cái cái opinion phải thỏa mãn tất cả keyword này. Ví dụ đề nhắc về natural thì mình phải đưa ra được quan điểm là vậy có natural hay không. Đề nhắc về chuyện là mình không bảo vệ, no reason mình prevent, thì quan điểm của mình phải thể hiện được là chuyện à như vậy mình có cần không đó. Thứ nhất là quan điểm nó phải đề cập tới những cái từ khóa này. Tiếp theo mọi người hình dung là quan điểm là gì, là cái mà để đặt nền móng cho mình chút xíu, mình chuẩn bị, mình ghi ý tưởng đúng không. Thì mọi người phải để cái quan điểm như thế nào đó cho dễ ghi ý. Ví dụ nè, mọi người hình dung nếu mà mọi người ghi là hoàn toàn đồng ý, nghĩa là mọi người sẽ đổ hết tội cho tự nhiên. Vậy thì liệu mọi người có đủ ý để viết về tự nhiên không? Liệu mọi người có đủ từ vựng để nói về tự nhiên không? Vì tự nhiên nó có rất là nhiều từ vựng phức tạp, ví dụ như là global warming nè, biến đổi khí hậu nè, nóng lên của trái đất nè, băng tan nè, nước biển dâng lên nè. Liệu mọi người có hiểu đầy đủ về tự nhiên để viết không? Coi chừng lại làm khó mình nha. Nếu mà mình chọn hoàn toàn về tự nhiên, coi chừng làm khó mình. Còn bạn nào mà chọn hoàn toàn về con người thì cũng coi chừng là không đủ ý. Mọi người có hình dung hết những gì con người làm không? Nếu mà hình dung được thì tốt, còn đôi khi là mình không đủ ý. Thế thì để mà an toàn á, để mà an toàn có nhiều ý và chúng ta có thể đưa ra cái sự phản biện trong bài mình, thì mình nên nhìn nhận ở hai mặt. Thường đề nó sẽ cho mình hai mặt mà, cho nên mình nhìn nhận ở cả hai mặt luôn. À ok, mình sẽ thấy được cái sự tự nhiên nó chỉ là một phần rất là nhỏ, vậy thì mình sẽ mention được một cái những cái từ vựng về mặt tự nhiên. Sau đó bên cạnh đó mình sẽ đề cập đến những từ vựng về mặt con người, tại vì con người là yếu tố chính mà. Rồi sau khi mà mình nhìn nhận ở hai mặt, bởi vì con người nó lớn hơn tự nhiên, cho nên rõ ràng là chúng ta cần phải prevent. Thế thì bài này mọi người nhìn ở hướng 70-30 thì thực ra nó nhiều ý tưởng cho mọi người triển khai. Cái ý tưởng của mọi người nó phong phú. Khi ý tưởng phong phú thì tự nhiên từ vựng sẽ phong phú, nghĩa là từ vựng mọi người sẽ rất là đa dạng, nó đa chiều, nó vừa nói được về natural, nó vừa nói được về humans, nó vừa đưa ra được các cái solution. Như vậy cái cách mình đưa opinion nó không có đúng có sai, nhưng mà nó sẽ là tiền đề và các điều kiện để mình viết bài nha. Cho nên mọi người đo đo là gì thì hiện tại chị cũng không biết con đo đo là con gì nữa. Tuy nhiên nó chỉ là cái example của bài thôi. Thành thử ra em không có cần phải chọn cái example này cũng được. Nó chỉ đưa ra cho mình những cái ví dụ để thấy là có vài con bị sting thôi. Thì ở đây mình hiểu được con khủng long, và chắc là con đo đo là một cái con gì thời tiền sử nào đó cùng thời với khủng long, thì mình hiểu như vậy thôi nha. Rồi bây giờ tạm thời thì mỗi người một ý, cho nên chị sẽ triển khai cho cái mặt 73. Tại vì thứ nhất là mọi người sẽ tập được cái lập luận 73 như bữa giờ mình đang học cho nó xuyên suốt. Cái thứ hai là mọi người sẽ nhìn nhận được vấn đề ở cả hai mặt luôn. Thì bạn nào mà thích chọn con người thì về focus vào mặt con người. Bạn nào mà thích chọn về tự nhiên thì về focus thêm vào mặt tự nhiên. Còn bạn nào mà muốn làm 73 thì có thể follow cái sườn bài của chị dưới đây nè.
À, như vậy đầu tiên ha, mình cứ bám theo cái câu opinion của mình nha, mình ghi gì thì mình sẽ triển khai cái đó. Như vậy đầu tiên mình ghi là natural selection đóng một vai trò nhỏ nè. Như vậy chắc chắn đầu tiên mình sẽ nói cái gì đó về natural selection. Tiếp theo mình kêu là con người chịu trách nhiệm chính và con người phải giải quyết cái điều này. Như vậy mình sẽ nhắc về con người, như cái body 2 chắc chắn mình sẽ nhắc về human, human solution. Của đó. À, như vậy đầu tiên ha, mình suy nghĩ là tại sao lại là có cái sự chọn lọc tự nhiên ở đây. Thì mọi người thử xem, mọi người cùng chị brainstorm một số ý nha. Bây giờ mọi người cho mọi người khoảng 5 phút, mọi người suy nghĩ thử là những cái từ khóa nào nó liên quan đến tự nhiên nha. Ví dụ nè, chị sẽ gợi ý từ đầu tiên là evolution, cái sự tiến hóa đi. Trong cái sự tiến hóa của nhân loại, rồi từ khóa đầu tiên mình sẽ có là sự tiến hóa của nhân loại. Thì vì cái sự tiến hóa này mà sẽ có một vài cái con nó không có thích nghi được cái chuyện này á, cho nên nó sẽ bị đào thải, đúng không? Như vậy mình sẽ nói là some animal, một vài con động cannot adapt. Cái lý thuyết về mặt sinh học hay khoa học mình tạm thời không có đặt nặng nhắm, cái này là cái logic của những người thường thôi, cho nên nếu mà bạn nào mà có am hiểu về mặt sinh học á và thấy cái này nó hơi không hợp lý chút thì mọi người chịu khó mình bỏ qua những cái này nha, mình không đào sâu có về mặt sinh học. Mình chỉ lấy những cái kiến thức thường thức bình thường thôi. Vậy là trong cái quá trình tiến hóa thì nhiều con vật không thể thích nghi, hay nó phải đáp không thể thích nghi, so this process mà thể thích nghi được cái quá trình này dẫn đến là chuyện là chúng sẽ bị đào thải ra, chúng sẽ bị remove, đào thải khỏi cái quá trình này. Ở đây thì mọi người có thể cụ thể theo một cái ý là tại sao nó không thích nghi được. Thì mình có thể nói một cách chung chung là bởi vì cái structure của nó không phù hợp, cái cấu trúc cái gen của nó không phù hợp. Vì đem snap structure and not appropriate. Appropriate là từ đồng nghĩa của suitable đó, nhưng mà nó ở cái level cao hơn suitable, cho nên khi mà chị ghi ở đây thì chị cố gắng tìm những từ nào mà mọi người có thể học thêm được, hoặc là mọi người có thể dùng từ suitable cũng được. Nếu mới học thì mình có thể dùng từ suitable ở đây theo nghĩa phù hợp cũng được. Và tạm thời mình sẽ có ý đầu tiên nói về sự chọn lọc tự nhiên là quá trình tiến hóa. Bây giờ mọi người, những bạn nào mà hồi nãy nghĩ là tự nhiên thì mình bổ sung thêm một vài ý đi để chứng tỏ đây là cái sự tự nhiên. À, mọi người nốt vào một vài ý nha. Ừ, ở đây thì có một số bạn cung cấp thông tin là tại vì biến đổi khí hậu, tại vì có những cái con săn mồi tụi nó trở thành đối tượng bị săn bởi những cái con thú lớn hơn, biến đổi địa chất này kia, ok, thế thì mình có thể nốt vô. Không đủ đồ ăn này kia, rồi như vậy mình nói chung ha, nói chung là về cái sự global warming. Climate change. Đây chị sẽ chọn những cái ý nào mà mình dễ ghi nhất nha, nghĩa là những cái từ vựng kiểu đại trà nhất để cho mình dễ nhớ. Còn cái nào mà nó đặc thù quá thì mọi người có thể về tự bổ sung cụ thể vào bài của mọi người sau. Còn đây bởi vì mình đang sửa chung cho nhiều bạn á, cho nên mình sẽ chọn những cái ý nào mà đại trà nhất cho mọi người cùng học. Như vậy cái tiếp theo sẽ là về global warming và climate change. Bởi vì cái sự nóng lên toàn cầu như thế này và biến đổi khí hậu, khi mà global warming có nghĩa là khí hậu nó nóng lên, đúng không? Thì chắc chắn là băng nó sẽ tan ra. Và mặt nước biển của mình sẽ dâng lên. Đây mọi người hình dung cho nó dễ viết nha, mọi người hình dung những cái tình tượng này cho nó dễ nhớ nè. Và cái sea level sẽ rise, tăng,
sẽ mực nước biển sẽ dâng cao. Mà khi mực nước biển nó dâng cao như thế này thì có phải là nó sẽ cuốn đi cái không gian sống, nó làm cho ngập lụt cái không gian sống và nó xóa sổ cái không gian sống của những cái loài động vật, một số loài động vật. Vậy nó sẽ quay cao, nghĩa là khi cái tình huống này nó xảy ra thì nó sẽ quay cao, nghĩa là nó xóa sổ đi ha, nó giống như remove vậy đó. Nhưng mà ở trên mình dùng remove rồi, cho nên ở đây mình cố gắng xài một từ đồng nghĩa. Như vậy nó sẽ quay cao, nó sẽ xóa sổ đi cái habitat, là cái môi trường sống, cái habitat of some species. Đây về nhà mọi người có thể tra khúc kỹ là cụ thể là cái con nào sống ở ven biển mà tự nhiên bị xóa sổ đi. Đó, thì mọi người có thể cho những cái ví dụ cụ thể vào đây nha. Nhằm tạm thời ở trên lớp thì mình không có thời gian để đi quá sâu. À, nhiều bạn cho là có những cái con vật xâm lăng này kia thì nó cũng hợp lý ha. Thì những cái ý này nếu mọi người thích thì về mọi người bổ sung thêm. Còn hiện tại, tại vì đối với chị thì nó chỉ có 30% thôi, nên chị chỉ liệt kê một vài ý như vậy thôi. Chị sẽ không đào sâu bởi vì đối với chị thì nó chỉ có một phần nhỏ. Thì sau khi mà mình phân tích nó chỉ có 30% như thế này, không cần phải chép đâu Đăng ơi. Tại vì file nó có ghi lại hết rồi. Em cứ về nhà lên link drive xem lại nha. Còn nếu mà em ghi sợ là không theo kịp bài giảng đó, cho nên em cứ quan sát và em không cần phải ghi chú gì đâu. Còn nếu mà em muốn coi cho dễ thì em có thể chụp nhanh bằng điện thoại nha. Còn ghi chú nó lâu lắm. Rồi, ở đây thì mình thấy nói tiếp cái phần này nha mọi người. Bởi vì mình đang xác định nó chỉ có 30% thôi, cho nên là sau cái phần này mình phải lập tức mình phản biện và làm ký hiệu này cho mọi người hình dung là mình đang nói cái gì ngược lại nha. Mình đang nói một cái ngược lại ha, mình phải phản biện lại. Tại vì đối với mình thì natural nó chỉ là phần nhỏ thôi, cho nên lập tức mình cố gắng mình phản biện lại. Ok, however, mình sẽ dùng một cái từ nha. However, những cái từ however là mọi người biết đang chuyển ý rồi đúng không? Mình sẽ tìm cách mình phản biện lại nè. Tuy nhiên, tụi mình, bây giờ mình nói cái ý con người của mình là human must be, con người phải là cái nhân tố chính, chính là cái nhân tố chính. Ở đây chị xài một cái cụm từ nó là to be. Đây, must be là có to be nè. To be, to blame for, to be to blame for cụm này nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho, hay nó giống như là take responsibility vậy đó. Nhưng mà ở trên xài rồi cho nên ở đây phải xài từ đồng nghĩa. Thế thì human must be to blame for. Đây cái cụm này nó hơi trúc tắc chút nha, tại vì nó là to be rồi to blame for nữa, cho nên thành ra mọi người học phải cố gắng học thuộc cái phrase luôn ha. To be to blame for, phải chịu trách nhiệm cho. For animal destruction, sự hủy hoại động vật. Chị có up lên YouTube luôn đó, sau buổi mình sẽ up lên đó, cho nên ai mà không chép kịp hoặc là mạng lag sau đó về tụi em cố gắng follow lại cái link YouTube nha. Thế thì tuy nhiên con người phải chịu trách nhiệm cho cái này. Ở đây có một số từ vựng hay thì mọi người cố gắng mọi người ghi chú và học nha, cho mình đỡ lặp từ. Tại vì lúc nào mình cũng kêu là human must này kia nó sẽ bị lặp từ. Vậy thì con người phải to be to blame for, cái sự hủy hoại động vật. Rồi bây giờ mọi người cùng nhau suy nghĩ tiếp, tại sao con người lại đang hủy hoại động vật đây. Mọi người cho chị một vài ý nói về cái góc độ con người nha. Sao lại to be rồi lại to? Cái này là cái cụm của nó vậy á em, chứ không phải là do cái ngữ pháp gì của nó đâu. Cái cụm của nó là to be, to blame for, nó ghi như vậy. Cái cụm từ nó là như vậy đó, cho nên là em phải học tất cả một cụm này ha. Mọi người cùng cung cấp một vài ý nha. Mọi người thấy mọi người có khá là nhiều ý rồi, các bạn cứ suy nghĩ đi. Các bạn cứ suy nghĩ và bổ sung vào ha, để mình tập cái tư duy nha. Ở đây cũng khá là nhiều ý, chị sẽ dựa vào để chị nói tiếp. Thế thì
Chị sẽ lấy hết ý của mọi người nha, nhưng mà tại vì không thể copy cụ thể từng cái ngôn từ của mọi người vào cho nên chị sẽ sửa bằng từ của chị luôn, còn vẫn dựa trên ý của mọi người ha. Thế thì con người phải to be, to blame for, tụng nó dạy nha, mặc dù đọc hơi rút rắc thiệt nhưng cái cụm trong từ điển nó là to be, to blame for, cho nên nhấn mạnh mọi người phải học cả một cụm này nha, chứ rụng một từ nào là cũng không được. Con người phải chịu trách nhiệm cho cái việc hủy hoại động vật. Thứ nhất là mọi người thấy rõ ràng đâu phải tự nhiên mà trái đất nóng lên đâu, đúng không? Đâu phải là thích nóng là nóng, thích lạnh là lạnh đâu, thì nó có cái phần yếu tố con người rất là nhiều ở đây. Cho nên ở trên mình ghi global warming mình nghĩ là do tự nhiên, nhưng thực ra con người mới là cái nhân tố đứng đằng sau cái sự global warming này nè. Cho nên mình sẽ ghi ha. Vậy thì cái sự global warming chủ yếu bị gây ra bởi con người. Ý thứ nhất là mình sẽ nói global warming. Ở đây thì thôi chị ghi một câu đơn giản trước để cho những các bạn mà mới học follow được. Global warming is mainly caused bị gây ra chủ yếu by human activity. Câu này là một câu rất basic đúng không? Câu này là câu basic. Bây giờ ai mà muốn nâng cấp cái sự cái cách diễn đạt lên thì có thể follow câu dưới đây. Mình sẽ dùng câu dưới đây ha. À, bây giờ mình phải đọc ra nó có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất ở cái câu đầu tiên là câu rất là basic, khoảng tầm 3 năm đến 5 năm cho những bạn mới học chưa có nhiều từ vựng, thì mình có thể nói một câu cơ bản như thế này: global warming chủ yếu bị gây ra bởi human activity. Còn ai mà có thể nâng ban, ví dụ như mọi người đã học qua rất là lâu rồi và đang hướng đến chuyện nâng ban, thì mọi người có thể xài câu dưới đây. Chief này là chủ yếu nè, nó giống như là main ấy, nhưng mà cái mức độ từ vựng nó cao cấp hơn. Chief among the causes có nghĩa là chủ yếu trong số những nguyên nhân của global warming chính là human activity, rồi là những cái hoạt động của con người. Ở đây thì mình sẽ dùng a tại vì mình đang đi với cái phần human activity đó. Nghĩa là câu này là một cái câu giống như mình viết hơi đảo ngữ một xíu á. Lẽ ra câu bình thường mình sẽ viết là hoạt động của con người là nằm trong những cái lý do chính, đúng không? Cái câu thuận miệng của mình như vậy, nhưng mà bây giờ mình muốn nhấn mạnh cho nên mình sẽ viết là chính yếu trong số những nguyên nhân của global warming chính là human activity. Là một cái câu mà thứ nhất là mọi người thấy cái cấu trúc ngữ pháp của nó có cái sự mà khác biệt với cái cấu trúc bình thường. Bình thường thì mình chỉ sử dụng là chủ ngữ nè, động từ nè, đó, nó follow một cái structure cơ bản là chủ ngữ động từ, thì những cái câu này bình thường. Còn nếu mình muốn được 3 điểm cao hơn thì mọi người có thể là điều chỉnh một xíu. Đương nhiên cái sự điều chỉnh này phải đúng ngữ pháp nha, có nghĩa là phải dựa trên một cái điểm ngữ pháp nào đó, có phải là mình thích đặt chỗ nào mình đặt nha. Thành thử cái này vẫn cần phải học. Ở đây chỉ có điều là nó sẽ khác với cấu trúc bình thường, nó không có xài danh từ rồi động từ, mà nó sẽ nói là chính yếu trong số những cái này là human activity. Mình đã có cái sự đảo ngữ không, mọi người thấy cái cấu trúc của nó lạ lạ hơn bình thường nha. Cho nên ai mà hướng đến 3 điểm cao thì học cái câu này. Ở trong câu này thì chief nó sẽ đứng đầu nha, nó dùng để nhấn mạnh ha, chứ không phải là từ chief này lúc nào cũng đứng đầu. Nghĩa là khi mà mình học á, thì không phải là mình học một từ, không phải là mình học từ chief không, mà mình hình dung là cái từ chief này nó chỉ mang nghĩa là quan trọng, là chính yếu thôi. Còn cái chuyện tại sao nó đứng đầu là do cái cấu trúc của cái câu này, chứ không phải là từ chief luôn đứng đầu nha. Thì nói cho mọi người hiểu rõ nha, không phải là cái từ chief đứng chỗ khác là sai nha. Chẳng qua là trong câu này mình sẽ sử dụng cái từ chief lên đầu để mình nhấn mạnh, mình đảo ngữ. Tiếp tục như vậy mọi người sẽ thấy là global warming làm chủ yếu bị gây ra bởi human activity. Thế thì mọi người cụ thể xem bây giờ nó gây ra như thế nào. Như vậy mọi người có thể đổ tội là vì industrial nè, activity, những các hoạt động công nghiệp. Thứ nhất là do những cái hoạt động công nghiệp thì mọi người có thể cụ thể là ví dụ như là nhà máy đi. Nhà máy sẽ thải ra những cái khí thải, tại vì nhà máy sẽ đốt nhiên liệu lên để chạy máy móc, nên nhà máy factory emit là thải ra, hoặc là chúng ta có thể dùng từ release cũng được nha. Release những cái emission là những cái khí thải, hoặc là mọi người dùng từ là exhaust fumes. Nhớ là luôn có s nha, khí thải nha, và từ emission này cũng phải có s, có nghĩa là cái khí thải. Như vậy nhà máy nó emit hoặc là nó release những cái emissions, hoặc là mình dùng từ exhaust fumes là những cái khí thải. Tiếp theo bây giờ trong hoạt động nông nghiệp cũng vậy, công nghiệp thải cái cục này, nông nghiệp là cái gì? Nông nghiệp agricultural
thì trong hoạt động nông nghiệp thì người ta sẽ dùng các cái phân bón trừ sâu này kia, cho nên nó ngấm vào đất thì nó cũng sẽ gây ra ô nhiễm môi trường, trái đất nó nóng lên này kia. Như vậy mọi người có thể nói là the use, thì cái việc sử dụng the use of pesticide là thuốc trừ sâu and fertilizer là phân bón. Tiếp theo là trong những cái hoạt động bình thường hàng ngày, ví dụ như là mọi người sẽ đi hunting animal quá mức để lấy đồ ăn hoặc là lấy những cái phần quý hiếm của động vật, ví dụ như sừng tê giác này, nhà voi kiểu. Vậy ở đây còn một cái hoạt động nữa là do illegal săn bắt trái phép. Mọi người có thể dùng một từ nó hay hơn là do cái rampant hunting. Nếu mọi người đọc sách văn mẫu thì sẽ thấy thường người ta hay dùng cụm này. Hunting nó bằng nghĩa hunting luôn, nhắm có nghĩa là săn bắt. Và rampant có nghĩa là tràn lan. Tràn lan là kiểu như bừa bãi tùy tiện đập đâu bánh đó đó, thì gọi là rampant. Sau thì mọi người có thể dùng cụm này luôn, rampant hunting. Như vậy cái hoạt động này cộng thêm một hoạt động nữa, ví dụ như là bắn xong rồi còn kiểu như là mình mua bán động vật trái phép nữa, thì mình sẽ dùng cái từ là trafficking. Trafficking ở đây không phải là giao thông đâu nha, nó là cái việc mà mua bán động vật săn bắt xong rồi cái mình giao thương cái động vật trái phép thì gọi là trafficking. Như vậy tạm thời cái cột này thấy là có khá nhiều thông tin về hai. Như vậy về nhà mọi người sẽ có đầy đủ dữ kiện để biết nè. Bây giờ chị sẽ đi từ đầu để cho mọi người hình dung cái flow ý trong đoạn của mình như thế nào nha, để mọi người chỉ cần đặt nắp đầu câu và thêm một vài từ nối là ok. On the one hand, một mặt thì mình thấy là cái sự chọn lọc tự nhiên nó đóng một cái vai trò nhất định. Thứ nhất, firstly, trong cái quá trình evolution tiến hóa thì nhiều động vật không thể nào adapt cho cái quá trình này bởi vì cái cấu trúc gen của nó không phù hợp, cho nên chúng sẽ bị đào thải, removed. In addition, global warming and climate change cũng là những yếu tố nhất định. Ví dụ như mình thấy là khi mà băng tan thì sea level rises, thì những cái habitat, những cái nơi cư trú của động vật nó sẽ biến mất. Cụ thể có thể cho một vài cái example. Tuy nhiên, sau khi mà mình viết cái phần tự nhiên rồi thì mình sẽ phản biện nha. Tuy nhiên, mặc dù mình nói là có một cái phần tự nhiên thì con người mới là cái lý do chủ chốt và must be to blame for animal destruction, và phải chịu cái trách nhiệm chính cho cái việc hủy hoại động vật. Mình sẽ thấy đầu tiên là cái việc global warming nó không tự nhiên mà nó xảy ra, mà bởi vì nó bị gây ra bởi cái human activity. For example là mình sẽ thấy trong những cái hoạt động công nghiệp thì con người sẽ xả những cái khí thải nè, nhà máy xả thải nè. Trong hoạt động nông nghiệp thì con người sử dụng pesticide, thuốc trừ sâu, phân bón, fertilizer. Thêm vào đó con người còn săn bắt trái phép. Rampant poaching có nghĩa là săn bắt một cách tùy tiện, và trafficking có nghĩa là con người sẽ mua bán động vật, có nghĩa là giết xong rồi cái mình giao thương, mình mua bán động vật, như vậy gọi là trafficking. Như vậy tóm lại sau khi biết đoạn này xong thì mọi người có thể kết luận lại được, vậy thì mình suy ra được là có cả hai cái vai trò của tự nhiên và con người, tuy nhiên con người mới là cái lý do chủ chốt. Rồi sau khi mà mình đã xử lý xong cái đoạn 1, nghĩa là mình đã bàn được về cái keyword natural rồi, thì body 2 mình tiếp tục mình bàn về cái keyword còn lại là thế thì mình có cần prevention không. Ở đây gọi là prevention, mọi người dễ hiểu nha, chắc chắn cần rồi đó. Bây giờ mọi người ngồi suy nghĩ một vài cái solution nha. Để nghĩ solution thì mình nên dựa vào cái reason. Ví dụ mình bảo là reason là do hoạt động xả thải của công nghiệp nè, thì mình đưa ra solution gì? Reason là do hoạt động nông nghiệp nè, dùng phân bón thuốc trừ sâu, thì solution của mình là gì? Reason của mình là do illegal hunting và rampant poaching, thì hoạt động của mình làm thì cái solution của mình nên là gì đó. Thì mọi người sẽ dựa vào cái reason để đưa ra cái solution cho nó hiệu quả nha. Và bây giờ mọi người sẽ dành khoảng 5 phút để mình list ra những cái prevention measures nha. Khi mà mình nghĩ ý thì mình cố gắng nghĩ ý bự bự chút nha mọi người. Chỉ ví dụ nè, đầu tiên nói chung là cứ nói về những cái đề động vật rồi này kia thì mình sẽ có ý đầu tiên là về law, về luật. Thì trong cái luật nó có nhiều thứ, ví dụ như luật về không được săn bắt nè, luật về chuyện là không được giết hại động vật nè, luật về chuyện không được mua bán nè. Đó mình có thể cụ thể bằng nhiều ý nhỏ thì cái bài mình nó sẽ hay hơn. Nhưng mà trước khi mà mình nghĩ ý nhỏ thì mình nên nghĩ một ý bự. Ví dụ thay vì mọi người chỉ nghĩ ý là du xây sở thú, thì mọi người coi có ý nào bự hơn không. Ví dụ như là mình cần tạo ra những môi trường để phục hồi cái tài nguyên động vật. Ví dụ vậy, ví dụ như mình nói là mình restore, phục hồi lại cái habitat động vật, cái môi trường sống. Năm này nó nhiều ý, nó có thể là zoo, có thể là mình làm những cái khác, ví dụ như mình tổ chức những cái khu khu
bảo tồn để chăm sóc động vật, ví dụ như vậy, thì mọi người nên có một cái ý bự đặt trước, xong đó để hẳn liệt kê ra những ý nhỏ nha, thì bài nó sẽ hay hơn, thay vì nhàn vô cái kêu xì dù tự nhiên cảm thấy ý nó lẻ tẻ, nó không có hay. Mọi người giờ ngồi suy nghĩ một xíu ha, suy nghĩ khoảng 5 phút nha mọi người, list ra những ý nào mà mọi người cảm thấy nó hợp lý. Body 1 không cần phản biện lại phần evolution, tại vì cái phần evolution nó không thể phản biện được, do là nó là một cái phần tự nhiên hiển nhiên rồi nên mình không phản biện được. Rồi ở đây có bạn hỏi tại sao body 1 mình không phản biện evolution, tại vì bây giờ tiến hóa nó là một cái phần rất là hiển nhiên của tự nhiên rồi cho nên mình không phản biện. Ở đây mình chỉ nói là tự nhiên nó đóng 30%, như vậy nó có cái phần evolution, thế thì mình thừa nhận là nó có, mình chỉ phản biện bằng cách là tuy nhiên cái sự mình phản biện trên ý tự nhiên này chung nha, thì tự nhiên này nó không hoàn toàn là như vậy. Ví dụ như mình thấy là có evolution, có tiến hóa thì động vật chết đi, nhưng mà trong cái chuyện về global warming là do con người, tại vì có một số ý em không thể phản biện được do evolution, đúng nghĩa nó là tự nhiên rồi thì mình rất là khó để mình phản biện lại, mình đâu có thể thay đổi quá trình tiến hóa này đâu, cho nên là mình không phản biện lại được chuyện này nha, mình chỉ phản biện chung đó. Ok, tôi sẽ nghĩ là natural nó chỉ đóng phần nhỏ bởi vì con người là phần lớn, thì mình cung cấp cái lý do về con người, nhưng mà cái chuyện dùng con người để phản biện tự nhiên là hợp lý. Em có bạn đọc đề không hiểu tại sao phải viết thêm một đoạn prevention. Mọi người có hiểu tại sao mình cần phải viết đoạn prevention không? Có bạn nào giải thích lại được cho bạn mình không? Một số bạn không hiểu tại sao body 2 lại không thể viết tiếp về con người, không thể viết thêm những cái điều con người đã làm mà phải viết về prevention. Mọi người đọc đề lại xem ha, và có bạn nào thử giải thích được không? Giải thích cho bạn mình được không? Ở đây tụi em nhớ đọc kỹ đề nha. Mình muốn biết coi là mình cần làm việc gì thì mình phải đọc kỹ đề. Rồi mọi người đọc lại đề một lần nữa nha. Đây body 2 chỉ đang bắt đầu là đưa ra các cái luật nha. Thì bây giờ nhiều các cái phương pháp prevention. Thế thì một số bạn thắc mắc là tại sao phải nói về chuyện prevention. Rồi thì mọi người có thể cung cấp lý do được không? Bạn Lucy nói là nếu mà có prevention thì cũng chỉ là 30 thôi. Rồi ở đây thì mọi người cứ giải thích cái ý đi nha, ví dụ tại sao mọi người lại nghĩ là prevention chỉ có 30% ha. Tại sao cần prevention, như vậy mình sẽ có hai câu hỏi nha. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao cần prevention khúc này, rồi nếu bạn nào hiểu thì sẽ thắc mắc là vậy tại sao prevention không thể là 30. Rồi bây giờ mọi người cứ bày tỏ quan điểm đi ha, chị sẽ giải thích cho mọi người. Thứ nhất nè, bây giờ có bạn nào giải thích giùm chị là tại sao cần prevention không? Mọi người comment vô đi. Tại sao mình cần một cái đoạn nói về prevention? Hoặc là nếu không phải là một đoạn thì tại sao mình cần một cái cục thông tin nói về prevention? Có bạn Hương, bạn kêu là phải viết thêm prevention để bổ sung cho cái ý kiến của mình.
Còn nếu không thì mình sẽ bị coi là nói suông. Còn bạn Lucy thì bảo là vì họ ghi no reason nên có phản biện thì rất ít thôi, bạn nghĩ vậy. Rồi, thực ra thì ý kiến của mọi người nó sẽ không có đúng, không có sai, chẳng qua nó có hợp với cái đề hay không nha. Thứ nhất là bây giờ mình xem lại. Mình đọc lại hết mọi các keyword mình xem nha. Như vậy bài này thì mình hình dung là nó đang về cơ bản là nó sẽ đối chiếu giữa thông tin mình. Thực ra cái bài này nó đang muốn cái chiếc lộn không phải cái dấu này, cái dấu này nè, nó đang muốn cái dấu này nè, đây, nó đang muốn đối chiếu giữa cái mặt nature và human cơ bản. À rồi từ từ những cái ý của mọi người chị sẽ giải thích hết nha. Là bây giờ mọi người nhìn cái đề ha. Về cơ bản nha mọi người, là đề này nó muốn mọi người bàn luận xung quanh cái sự khác biệt giữa nature và human. Nghĩa là bây giờ chúng ta có một cái cuộc chiến giữa keyword nature và keyword human. À, nghĩa là bây giờ mọi người phải xem là trong hai cái đứa này nè, cái thằng nào nó bự hơn. Như vậy giữa trong cái chuyện là động vật nó mất đi thì con người bự hơn, à vì con người nhiều hơn hay là vì nature bự nhiều hơn. Rồi mình sẽ triển khai thử một vài option xem nha. Như vậy thứ nhất nè, có bạn sẽ nghĩ là nature là 70 còn human chỉ là 30 thôi. Thì có bạn nghĩ như vậy, rõ ràng có bạn hồi nãy nói như vậy mà các bạn cho là em nghĩ human chỉ có 30 thôi. Như vậy có bạn sẽ nghĩ như thế này, có bạn thì sẽ nghĩ là nature bằng luôn với human luôn, nghĩa là thôi bên nào cũng được, nói chung mỗi bên nó làm một chuyện như vậy thôi, tóm lại chắc nó bằng nhau. Ví dụ như là có lúc thì nature làm, có lúc thì human làm, ví dụ như vậy thì bạn sẽ kêu bằng, bằng cho nó dễ, bằng để khỏi phải suy nghĩ gì hết, cứ kêu bằng nhau thì mỗi đoạn viết cả gì đi cho lẹ. Rồi các bạn thì sẽ thấy giống chị, có nghĩa là nature nó chỉ là 30 thôi. Human nó mới là 70%. À như vậy bởi vì human đó, rồi bây giờ chị sẽ nói từ cái ý của chị ngược lên nha, tại vì chị đang muốn giải thích cái ý này. Thì bây giờ mọi người nhìn ha, làm sao mọi người biết cái gì là 30%, cái gì 70%? Ví dụ tại sao các bạn lại nghĩ là em chỉ thòng cái phần prevention vô thôi? Thì mọi người phải phân tích thật kỹ cái quan điểm của mình để xem là cái phần prevention mình sẽ đưa vào với thời lượng như thế nào nha. Tại sao mình có nên thòng nó vô một khúc nào đó không, hay mình nên dành cả một phân bài để nói về nó như thế nào đó, thì mình phải phụ thuộc vào cái ý của mình ha. À, cái này mọi người nhớ là nó luôn là cái gọi là cái opinion của mình nha, cho nên là sau cuộc chiến này cũng không có ai đúng ai sai hết, mà chị sẽ phân tích tất cả mọi mặt cho mọi người xem là mọi người sẽ thỏa mãn với cái mặt nào. Thứ nhất, chị vẫn giữ quan điểm của chị, có nghĩa là nature sẽ là 30%, còn human là 70%. Vậy thì bởi vì human nó tới 70% cho nên chắc chắn là human nó phải có nhiều đất để nó diễn hơn. Đây mọi người nhìn lại cái sườn bài của chị nè. Rõ ràng chị sẽ viết nhiều hơn về human. Đây, nguyên một cái khúc này trở xuống là đã là human rồi đúng không? Nguyên một cái màu này đã là human. Chưa hết, phần này nó là human, như vậy nó mới có bằng nửa trên đây thôi. Như vậy tạm thời hai phần này đang cân nhau, mà bây giờ mình muốn chứng minh human nó nhiều hơn, thành thử ra là nguyên cái body 2 chị phải tiếp tục nói về human nữa. Ok, vì con người, vì tụi mình phá hủy môi trường, vì tụi mình làm động vật mất đi, cho nên cả một cái phần còn lại, cả một cái quãng đời còn lại là bây giờ mình phải nghĩ cách để mình bảo vệ động vật. Đó là lý do vì sao cái phần prevention của chị phải có hẳn một body như thế này. Thì mọi người nhìn ha, đây. Vậy thì có phải là sau khi viết cái bài này xong mà chúng ta sẽ có cái bố cục nè. Animal nó chỉ có một đoạn như thế này thôi. À chị nhầm. À, cái gì ta? Tự nhiên chứ. Nature nó chỉ có một khúc như thế này thôi. Còn lại là đất chỉ là của con người. Thế thì mới chứng minh được là con người nó tới 70. Còn động vật, à còn nature chỉ có 30. Nghĩa là tại vì quan điểm của chị như thế này nè. Quan điểm của chị đang là nature 30, human 70. Thành thử chị phải làm theo hướng này. Chị phải làm mọi cách để cho thấy là con người nó nhiều hơn động vật. Chứ chị không thể nào chị thòng có một ý prevention chút xíu vô đâu đó được. Tại vì nếu chị thòng vô thì nó quá ít. Nó quá là ít đi, nó không đủ để chứng minh là con người chính là cái phần lớn trách nhiệm. Vì mình có hủy hoại người ta nên mình phải đi mà mình cứu lấy người ta, mình phải đi mình thay đổi cục diện này, mình phải đưa ra giải pháp. Thế thì bởi vì quan điểm của chị là như vậy cho nên chị bắt buộc phải đưa ra những cái giải pháp ở body còn lại. Còn ví dụ như tụi em có bạn chọn nature 70 mà human 30 thì đương nhiên tụi em đâu cần dành hết một body để nói về prevention đâu, bởi vì tụi em con người của tụi em chỉ có 30% thôi, còn lại do tự nhiên. Vậy thì mình đâu cần phải dành cả một đoạn để prevention. Như vậy nè, lúc này bố cục của tụi em sẽ khác chị ha, bố cục của tụi em sẽ khác chị.
Có bạn hỏi là mỗi cột là một đoạn. Ừ đúng rồi, mỗi cột là một đoạn nha. Hiện nay mình đang hai cột là hai đoạn đó. Mọi người có thể tách ra ba đoạn cũng được, tùy mọi người. Thế nhưng mà bình thường thì mình nên viết hai đoạn cho nó dễ. Thứ nhất là nó dễ, với thứ hai là trong phòng thi thời lượng mình cũng có nhiều, cho nên mình nên viết hai đoạn thôi. Ba đoạn thì nó dài quá. Còn ví dụ ba đoạn thì cũng không có sai đâu. Có nhiều sách công mẫu hoặc là nhiều giám khảo họ vẫn viết ba đoạn mà. À rồi, đang nói đến cái phần này nha. Đang nói đến cái phần này ha mọi người. Rồi, chị đang dừng ở cái chuyện là tại vì bài của chị Human nó tới 70, cho nên chị bắt buộc phải dành thật là nhiều đất diễn cho Human. Như vậy mình phản biện nó body 1 xong, body 2 mình phải nói tiếp về Human, con người phải đưa ra giải pháp. Còn ví dụ mà bạn nào chọn nature bằng Human nha, chị ví dụ như thế này đi. Rồi, bạn làm sao? Lúc này thì nó rất là cân đối, không có con, không có bên nào nhiều hơn bên nào hết. Như vậy body 1 mình nói thật là nhiều về nature, cứ nói thật là nhiều về nature. Ví dụ mình nói 5 ý đi. Body 2 mình sẽ có 3 ý cho Human. Rồi trong 3 ý này cũng có 5 ý luôn chứ, cho cân nhau đúng không? Như vậy body 2 mình cũng có 5 ý cho Human. Trong 5 ý này thì 3 ý đầu mình sẽ nói về cái reason của Human. Rồi reason, ví dụ con người gây global warming, con người gây các kiểu. Rồi reason. Hai ý còn lại mình sẽ đưa ra solution. Ok, vậy bây giờ gây ra rồi, lo đi, thay đổi đi. Đó. Thì mình đâu cần phải dành cả một cái đoạn thân bài để nói hết về solution đâu, đúng không mọi người? Tại vì bài mình là 50-50, thế mình chia đều ra. Body 1 mình nói về nature, body 2 mình nói về human. Thì trong cái human này mình có thể phân đôi, nửa đầu nói về reason, nửa sau nói về solution. Thế thì solution này rõ ràng em sẽ thòng vô có xíu, thì em đâu cần phải dành cả một body đâu. Tại vì lúc này cái quan điểm của em nó 50-50, nó có bên nào nặng hơn bên nào. Thành ra em không cần phải chia, em không cần phải nói lệch về cái human ha. Đây, thế thì mọi người thấy là rõ ràng là nó do cái quan điểm của mọi người mà ra. Rồi, thế thì bạn nào bây giờ giả sử em chọn cái nature là 70, cái human 30 thì em làm sao? Giờ coi thử nè. Thì lúc này cái vị trí body nó khác nha, tại vì hôm bữa mình học rồi, cái nào nó nhẹ hơn nó sẽ nổi lên trên. Thì thằng human này nó có 30% thì nó sẽ nằm ở body 1, và cái nature nằm ở body 2. À ok, vậy body 1 mình thấy là con người có gây ra một số cái tác động. Ví dụ như là mình nói có global warming, ok, đúng là có con người đó. Con người có activity về industry, con người có activity về agriculture, con người có phá rừng, con người có hunting, ok, rồi con người. Nhưng mà however con người bây giờ không có cần phải làm gì hết á, tại vì mấy cái này thực ra là làm cũng thay đổi được đâu. Ý là bạn sẽ nói như vậy nha. Như vậy however this cannot be changed, điều này không có thay đổi được đâu. Rồi bây giờ mình phản biện lại đầm, bởi vì mình nói human 30% nên điều này không thay đổi được đâu. Rồi bây giờ giả sử tôi có stop industry, tôi không có làm nông công nghiệp nữa, thì như nào? Thì bây giờ sẽ vẫn có khí thải, ví dụ như là từ rác thải này kia mình xả ra đi thì vẫn có khí thải. Rồi bây giờ tôi có xài nông nghiệp sạch ha, tôi có không xài thuốc trừ sâu phân bón nữa, thì đất cũng từ từ nó sẽ bị ô nhiễm, bởi vì cái phần cây cối nó mục rửa ra hay nó sẽ làm cho đất bị ô nhiễm. Và bây giờ giả sử tôi có không hunting nữa đi, thì chắc chắn động vật vẫn sẽ giảm về số lượng thôi, tại vì nó già xong nó chết, hoặc là nó không thể sinh sản đủ thì số lượng nó cũng giảm. Thì rõ ràng chỗ này mọi người đang chứng minh là con người chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Cho dù con người có đưa ra các cái giải pháp như thế này nè, thì cũng không có thể thay đổi được cục diện của cái câu chuyện là động vật nó chết đi. Thế thì ở đây mọi người vẫn đưa ra solution, nhưng solution này nó chỉ là một phần của vấn đề thôi, nó cũng không phải là một đoạn solution, nó không phải là một đoạn nói về prevention ha. Mọi người nghe lại khúc này nè. Rồi, nhiều người cho rằng con người chính là lý do chính, ok, tại vì con người có công nghiệp, con người có nông nghiệp, con người hunting. Tuy nhiên thực ra điều này nó không đúng, bởi vì cho dù con người có stop hết mấy chuyện này thì cái cục diện, cái sự biến mất của động vật vẫn không thể nào mà mình từ chối được. Tại vì cho dù có dừng công nghiệp thì không khí vẫn ô nhiễm, ví dụ vậy. Có dừng nông nghiệp thì đất đai cũng sẽ bị xói mòn, sẽ bị ô nhiễm, bởi vì hả cây cối nó mục rửa ra nó sẽ gây ra ô nhiễm nguồn đất. Rồi bây giờ con người có ngừng hunting thì số lượng động vật nó vẫn sẽ mất đi, bởi vì sao? Vì động vật nó đâu có thể sinh sản đủ đâu, có một số con nó sinh sản rất là hạn chế. Thế thì từ từ theo thời gian thì cái số lượng của nó cũng tuyệt chủng đi.
À đó, thì mình sẽ viết như thế này ha, để mình chứng minh là con người nó chỉ là 30%, nó đâu làm gì nên tội đâu. Bây giờ có thay đổi thì cũng có thay đổi được cái sự biến mất của động vật. Bên cạnh đó, ha, tuy nhiên mình thấy nature nó nguyên 70%, cho nên mình sẽ dùng hết cái body này để mình nói về nature. Đây. Mọi người sẽ phải dùng body này để nói về nature. Đó. Thì có phải là rõ ràng nguyên cái phần này mình đưa ra solution nhưng cũng không thay đổi được nature. Tiếp tục phần này mình lại nói về nature nữa. Như vậy mọi người thấy có phải là rõ ràng là cái phần nature của mình nó chiếm tới 70%. Bởi vì dù con người có làm thì nature vẫn có sẽ bị hư hại, động vật vẫn sẽ bị mất đi. Thêm vào đó còn có những sự nature ví dụ như là tạo lập tự nhiên nè, quá trình tiến hóa này kia nè. Như vậy có phải là bây giờ mọi người nhìn lại đi, cái chuyện mà đưa ra cái phần prevention một đoạn hay nửa đoạn hay là thòng vô một câu hay không, không có cái nào đúng không có nào sai, mà nó phụ thuộc vào cái opinion của mình. Cho nên cái quan trọng là cái opinion, mọi người xét opinion như thế nào thì mọi người mới biết được là thòng cái nào vô, đưa cái nào nhiều hơn, đưa cái nào bớt đi. Ví dụ ai mà an toàn thì cứ chọn hai bên bằng nhau. Ok, nature nó có body, human nó có một body, còn lại thích viết gì thì viết cho an toàn. Còn ai mà học mà cảm thấy mình chắc tay trong cái cách lập luận thì có thể sử dụng tư duy phản biện, nghĩa là không bao giờ mà hai bên nó cân nhau như vậy được á. Trong cuộc sống không có cái bên nào mà nó 50-50 hết, nó luôn có một cái mặt nó nhỉnh hơn một chút. Ví dụ mình chọn nature nhỉnh hơn thì mình sẽ triển khai như thế này, còn ví dụ mà mình chọn human nhỉnh hơn thì mình sẽ làm như thế này. Như vậy thì cái việc mà mọi người đưa cái prevention vô hay không thì nó do cái tư duy của mọi người nha, nó do cái opinion của mọi người ha. Có bạn hỏi là khi mình nói số lượng sinh sản nó còn hạn chế thì có cần dẫn chứng ra con nào và chu kỳ sinh sản nó mất bao lâu không chị? Trời, cái này chị cũng không biết luôn á mọi người ơi, chị nói vậy thôi chứ ví dụ như mọi người mà muốn đào sâu vô thì về chắc là phải tra cứu Google nha. Cái này là chị nói lý thuyết vậy thôi để mình ghi, là chị nghĩ là trong bài mọi người cũng không có cần detail đến mức đó đâu, chỉ cần mình nói một cách chung chung là à, bởi vì đây chỉ là một cái ý nhỏ thôi nè mọi người. Chứ nó không phải là cả body này mình phải nói về cái chuyện này, không phải là cả một body nói về chuyện sinh sản, cho nên là em chỉ cần nói một ý nhỏ thôi, chứ em không có cần cụ thể là con bò một năm nó sinh mấy lứa, con heo năm nó sinh mấy lứa đâu, thôi chắc không cần đâu. Làm như vậy nó nặng về cái kiến thức lý thuyết quá nên chị nghĩ là không có phải là bạn nào cũng biết được đâu. Còn nếu mà em biết thì em cứ ghi cái điều đó càng hoan nghênh, vì giám khảo sẽ thấy được em có kiến thức thì điều đó càng tốt. Có bạn hỏi là viết bài này tầm ban mấy? Thực ra thì không thể nói một bài tầm ban mấy được, bởi vì khi mà tính điểm nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là về từ vựng, thứ hai về mặt ngữ pháp, thứ ba về mặt lập luận, thứ tư về mặt bố cục nó có connection với nhau không. Như vậy không thể dựa vào cái dàn ý mà kêu được là ban 7 hay ban 8 hay là ban bao nhiêu thì nó không có logic nha, và cái điều này cũng không có hợp lý. Thành thử ra mọi người phải viết hoàn chỉnh bài để mình chấm những cái tiêu chí đó, mình xem coi là tất cả nó cộng lại nó chia ra thì nó được ban mấy mới hợp lý nha. Có bạn hỏi vậy thì mình phải chuyển đoạn qua prevention như thế nào để nó không lạc đề? Tại vì thực ra đề này nó không có bao giờ lạc đề được đâu mọi người, bởi vì trong các keyword của nó vẫn có chữ prevent, mà rõ ràng các từ này mình lấy ở trong đề mà mình đâu có chế ra đâu mọi người. Từ chị không có chế từ ở ngoài đề nha, chị vẫn lấy từ trong đề. Mọi người phải lấy từ trong đề chứ không có phải chế từ. À, mọi người phải lấy từ trong đề chứ không có chế từ được nha mọi người. Quan trọng là mọi người sẽ sắp xếp nó như thế nào, nghĩa là đề này nó cho mình chữ tự nhiên thì bây giờ mình bỏ nó ra sao, đề nó cho chữ no reason thì mình bỏ nó như thế nào, và đề nó cho chữ prevent thì mình sắp xếp nó ra sao, chứ mình không có tự mình nghĩ ra chữ prevent. Thành thử ra đề nó đâu có bao giờ nó bị sai đề đâu, mình vẫn lấy từ trong đề ra. Quan trọng là bây giờ mình coi nè, ví dụ như bạn nào mà làm cái bài giống chị nha, natural selection là 30%, prevention là 70%. Thế thì sau khi mà mình phân tích cái vai trò của con người như thế này, mình nói là à như vậy chính con người, chính tại con người mà động vật nó chết đi, thì body hai chắc chắn mình phải dùng từ gì, therefore đúng không, do đó, bởi vì con người phá hủy mà, cho nên do đó therefore mình chuyển ý này, do vậy chúng mình must try, phải cố gắng to find as many solutions as possible. Mình chuyển ý qua, bởi vì chính tại con người hủy hoại động vật tới 70% mà con người là yếu tố chính nè, cho nên con người phải cố gắng to find as many solutions as possible, cố gắng tìm thật là nhiều giải pháp, càng nhiều càng tốt, rồi liệt kê ra một nồi giải pháp. Con người cần phải có luật, con người cần phải phục hồi lại cái môi trường sống của nó, rồi con người có luật. Ví dụ như bây giờ có luật về gì,
sẽ phạt thật là nặng, sẽ bỏ tù mấy cái đứa mà săn bắt động vật trái phép luôn. Như vậy mình sẽ kêu là phải có cái heavy punishment, hình thức phạt thật là nặng, for illegal hunter. Đó, để mình kiểm soát những cái tội, những cái gọi là những cái vụ crime, những cái vụ phạm tội về động vật như thế này, để mình có thể control, mình có thể minimize, mình có thể giảm nhẹ được những cái wildlife crime, để mình có thể control được cái tội phạm về wildlife như thế này. Tiếp theo bây giờ mình kêu là bây giờ bởi vì hoạt động công nghiệp và nông nghiệp, mình cũng phải yêu cầu, mình cũng phải require nhà máy để có cái set up, để mà có cái hệ thống xử lý chất thải, đúng không? Có nghĩa là bây giờ thải khí ra thì phải xử lý được nó, to set up những cái waste treatment system, hệ thống xử lý, phải xử lý được cái waste, cái chất thải, rác thải này kia đó, để không có xả thải vào môi trường. Tiếp theo mình kêu là bây giờ nông nghiệp thì phải làm organic farming đi, nông nghiệp làm sạch cho, để mà không có làm ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước, không có làm hư hại cái cuộc sống sinh vật này kia nữa. Rồi, tiếp theo, sau ý về lo, mình có thể đưa ra giải pháp về chuyện restore, mình phục hồi lại những cái habitat cho động vật, mình phục hồi lại những cái môi trường sống cho động vật. Ví dụ mình xây zoo. Rồi, ví dụ mình tổ chức những cái trung tâm bảo tồn động vật. Đây mình gọi là cái từ là sanctuary. Nó là y dài, nhưng mà vì mình có nhiều cái sanctuary cho nên mình sẽ là y ngắn thêm cái S vô. Mình có những cái trung tâm bảo tồn như thế này nè, để check care những cái con vật mà nó đang bị bỏ đói, bỏ mặt ở ngoài cái tự nhiên ha, to check care cái neglected animal, những cái con vật bị neglect, có nghĩa là bị bỏ bê đó, nó không được ai chăm sóc. Rồi, tiếp theo mọi người còn muốn ý gì nữa không? Một số bạn kêu là thay đổi nhận thức, ok cũng được. Change awareness, như vậy mình phải dùng giáo dục để mình thay đổi nhận thức. Ok, phải bảo vệ môi trường, phải yêu quý động vật này kia, phải. Đó là ABC reset. Như vậy mọi người thấy là mình sẽ chuyển ý như thế này nha. Đây, mọi người đang hình dung ha, on the one hand. Như vậy một mặt nó là do tự nhiên. Sau khi phân tích tự nhiên thì mình sẽ nói là tuy nhiên, however, con người mới là lý do chính. Thì mình đang nói chuyện con người là lý do chính, thì có phải là theo cái logic bình thường ở body high mình phải chuyển qua liền cái chuyện do vậy mà con người phải cố gắng tìm ra thật nhiều giải pháp, càng nhiều giải pháp càng tốt, rồi một nùi giải pháp như thế này. Sanctuaries là những trung tâm để bảo tồn động vật nha, có nghĩa là những cái nơi mà người ta sẽ các kiểu như zoo vậy đó, nhưng mà zoo là sở thú, là cho trưng bày thôi, còn trung tâm bảo tồn có nghĩa là giống như là những cái khu vực mà người ta sẽ tạo ra những cái khu rừng nhân tạo nè, nó giống như là một cái môi trường mà nhân tạo cho động vật, người ta bảo vệ, người ta nghiên cứu để người ta bảo tồn, phục hồi gen các kiểu, người ta cho nó sinh sản cho nó phù hợp để nó không duy trì nòi giống đó, thì gọi là sanctuary sao. Rồi mọi người xem lại bài này một lần nữa xem có thắc mắc cái gì không nha. Mọi người xem thử coi là mình có hiểu được cái lập luận không ha, có hiểu tại sao prevention mình lại viết hẳn một đoạn, có thắc mắc cái gì về từ khóa hay là không hiểu tại sao mình làm như vậy thì cứ hỏi ha. Đó, cho mọi người đọc lại một xíu nha. Thứ nhất là mọi người đọc lại cái đề, dành một phút đọc lại đề, xem coi là đề nói cái gì, mình phải hiểu chắc cái yêu cầu của đề, mình phải biết được là đề đưa ra bao nhiêu từ khóa rồi. Như vậy tóm lại đề đưa ra nhiêu đây từ khóa nè. Ok, bạn hỏi là sao buổi học này viết rồi đưa chấm. Ok, mọi người cứ gửi email nha. Thì tuần trước có một vài bạn gửi thì chị đều chấm trả lại rồi đó, tại vì số lượng nó cũng không quá nhiều, nói chung là trong cái tầm kiểm soát thì chị vẫn có thể chấm trả được cho mọi người, thì mọi người cứ gửi đi ha. Còn chừng nào mà nhiều quá không ấy được thì chị sẽ nói để chị có thể sửa chung trên lớp. Ok, email là ở đây nha, nếu bạn nào có nhu cầu gửi bài thì mình gửi về đây.
Chắc chắn là mỗi buổi học thì mọi người nên viết hoàn chỉnh cái đề, tại vì mọi người đã có xuồng ý rồi, đã được hướng dẫn rồi, thì mọi người tập sử dụng cái ý này, mọi người viết thành bài hoàn chỉnh thử xem sao nha. Bây giờ mình nói lại một lần nữa nha mọi người, tại vì những cái đề này nó khá là khó thì mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ, mình phải có cái mạch lập luận thật là chắc. Là những đề mà kiểu bây giờ học online, học offline thích học nào thì mấy cái đề nó dễ rồi, mọi người dễ suy nghĩ rồi. Đề này về cái chủ đề nó cũng hơi khó, nó là môi trường và nó nói về sự tuyệt chủng của động vật, thì thứ nhất là nó cần kiến thức, cái thứ hai là nó có nhiều cái từ khóa, là nó vừa là tự nhiên vừa là chuyện con người phải bảo vệ, cho nên là mọi người phải phải có cái sườn ý thật là chắc nha. Thứ nhất nè, bây giờ đi thi mọi người đừng có phân vân là chuyện là, nói chung là đi thi đừng có phân vân là cái nào đúng cái nào sai, mình cứ nói theo cái ý kiến của mình nghĩ gì mình nói đó. Có bạn vẫn nói là Nature 70 nhưng mình 30 thì giám khảo cũng đâu có quyền trừ điểm mình đâu, quan trọng là mình viết được hay không thôi. Còn nếu mình viết được thì giám khảo hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm của mình. Còn có bạn thì cảm thấy hai bên bằng nhau, ok em thấy bằng nhau thì em cứ ghi cho nó bằng nhau là được. Như vậy em cứ chia đều cái bài của em ra, body 1 em viết về Nature 5 ý, body 2 em viết về human 5 ý, em làm sao cho người ta thấy bằng nhau là được rồi. Còn bạn nào mà như chị chọn Nature chỉ có 30 còn human 70 thì em phải tìm cách em chứng minh cho giám khảo là human nó lúc nào nó cũng nhiều hơn nature hết, thì em phải tìm mọi cách, ví dụ như em phải đưa ra thật là nhiều reason của human, thật là nhiều cái solution của human để chứng minh là human tới 70% đó. Thì đó là cái cách mà mọi người có thể đưa ra quan điểm của mình không đúng không sai, chỉ là nó phù hợp với cái tư duy của từng bạn thôi. Cái tiếp theo là bây giờ mình phải suy nghĩ xem là vậy thì mọi người, ý là mọi người hay hỏi là tại sao cái body này mình viết như vậy á. Thế thì để biết là tại sao mình viết như vậy thì mọi người đọc kỹ đề nha. Tại vì không có ai mà có không không có thể nào mà mình chế một cái từ khóa được. Có nghĩa là rõ ràng chị không có chế cái từ prevention này nha. Từ này chị lấy ở trong đề nha, chị không có chế nha. Nên mà mọi người đừng có sợ nó lạc đề, như bạn hỏi ủa mình viết prevention nó có lạc đề hay không. Đương nhiên là không lạc đề rồi, tại đề nó có chữ prevent nó to đùng đùng như vậy nè mọi người, nó là một cái phần của cái đề mà, thì làm sao mà lạc đề được. Chẳng qua là mình sẽ sắp xếp nó như thế nào trong bài thôi. Ví dụ mọi người sẽ đưa nó vào body nào, hoặc là mọi người dành bao nhiêu câu cho nó, thì cái vấn đề quan trọng là như vậy, chứ không phải là vấn đề là prevention nó lạc đề. Vậy thì giống như nãy giờ mình có phân tích rồi, mọi người về có thể coi lại cái phần prevention này nè, nó sẽ phụ thuộc vào ý của mình. Ví dụ như ý của mình là nature nó nhiều hơn human thì mình đâu cần prevent chi chó cực, tại vì nature nó đã nhiều hơn human rồi thì ngăn chặn nó cũng vậy, cho nên phần prevent này mình không nói nhiều. Tuy nhiên nếu mà mình chọn, ví dụ như mình chọn ở dưới này Nature nó bé hơn human thì mình phải tìm cách ngăn chặn chứ, tại vì con người tới 70% con người gây ra nhiều như vậy mà bây giờ con người không ngăn chặn thì nó quá là phi logic. Cho nên cái bạn nào mà làm giống chị thì phần prevention phải có nhiều ý đúng không? Còn bạn nào mà chọn nature bằng human thì chúng ta cứ kết hợp cái phần solution này chung với phần reason để cho nó tạo thành một body nói cho human vậy thôi, chứ đâu cần phải nói quá nhiều đâu. Bởi vì dù sao thì mình cũng chỉ có một body để nói về human, và cái số lượng ý nó phải bằng với nature để chứng minh nó 50-50 đó. Cho nên là cái chuyện prevention đưa vào như thế nào nó phụ thuộc vào cái idea của mọi người nha. Nhắc lại một lần nữa, idea không đúng không sai, nói chung là không có đúng không có sai. Cái sai là cái đứa viết bài đó, quan trọng là nó có viết được đủ cái ý giống như nó muốn nói hay không. Ví dụ nó thể hiện 70-30 thì nó có làm được cái chuyện 70-30 hay không. Nó nói là bằng nhau thì bây giờ giám khảo có nhìn thấy cái sự 50-50 như thế này không, hay là người ta đọc vô thế này chờ một đoạn dài sọc, cái human có 2-3 dòng thì không thể gọi bằng nhau, hoặc là human một đoạn dài sọc mà nature có chút xíu thì cũng không thể gọi là bằng nhau được đó. Thì cái này nó tùy vào cái quan điểm của mọi người nha. Nếu mà mọi người muốn chấm thì chắc là tốt nhất mọi người nên gõ máy đi, chứ bây giờ mọi người chụp vở rồi mất công chị lại gõ máy rồi ghi ra cho mọi người, rồi mọi người lại phải sửa lại vô vở thì thấy nó cũng hơi bất cập chút, cho nên chắc là chịu khó gõ máy tính đi ha. Rồi mọi người xem lại xem có hiểu hết không, mọi người cứ mạnh dạn hỏi đi nha, tại thực ra lớp mình cũng không quá đông nên là mọi người cứ hỏi đi thì những câu hỏi sẽ được giải đáp hết. Em coi lại đi ha, nếu ai mà rõ rồi thì cứ comment là rõ rồi nha, cho chị biết là mọi người rõ rồi ha, chứ chị sợ là nói một nùi xong mọi người không có hiểu được á.
Chị không thể hứa trước là khi nào chị trả bài được nha, tại nó phụ thuộc vào, ý là tại vì cái này không phải là ngồi không mà mà có thể chấm liền cho tụi em á, cho nên là nếu mà có gửi bài á thì chắc là chị sẽ phải hẹn một vài ngày chị mới gửi lại được nha. Tại vì cũng có một nhiều bạn, tại vì chấm bài cũng nhiều bạn á, cho nên là không thể chấm liền cho tụi em được. Rồi mọi người cứ comment coi hiểu hay không nha. Ai không hiểu thì cứ mạnh dạn la làng lên là không hiểu nha. Tại vì bài này nó khó cho nên là cần phải dành thời gian suy nghĩ về coi đi coi lại coi tới coi lui. Nói chung là các cái lớp mà chị đưa cái đề này ra thì mọi người đều rất là phân vân cái chuyện ôi rồi bây giờ có nên nói prevention hay không, nói sao rồi nên thọc vô mấy câu, tại vì nó hơi nhiều ý cho nên mọi người coi lại một lần nữa ha. Có bạn nhận xét là ví dụ như bạn kêu là em lúc đầu em định chọn là hoàn toàn, có một bạn hồi đầu tính chọn hoàn toàn nhưng mà xong lúc mà lập dàn ý thì thấy là nó khó viết quá cho nên là bạn quyết định bạn chọn theo kiểu hai hướng như thế này. Đúng rồi, thực ra là mình nên tìm cái opinion nào mình dễ triển khai ý nha. Và mọi người nên để ý là cái kiểu mà viết completely nó khó lắm mọi người, tại vì cái kiểu mà đi một đường như vậy nó rất là khó, cỡ nào mình đi được nửa đường mình cũng muốn bẻ lái hết trơn á. Cái này là đã gặp rất là nhiều bạn như vậy rồi, thường các bạn hay nghĩ là mình phải completely cho nó strong, cho cái quan điểm của mình nó mạnh mẽ, nhưng mà không đi được nửa đường cái là muốn quay xe, tại vì không nghĩ ra ý được, cái là hoàn toàn thì nó rất là khó. Hầu như mọi vấn đề trong cuộc sống nó đều có hai mặt á, cho nên là tốt nhất để mình đỡ làm khó mình thì mình cứ nhìn theo hai mặt. Tuy nhiên để mà đỡ ba phải nhất thì mình nên nhìn theo hướng 70 30, có cái nhiều hơn, còn nếu mà nó 50 thì nó hơi 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 ngang phè thiệt. Xí xí nha, đợi mọi người đợi chị đọc hết cái comment nha. Mọi người có thời gian không? Có muốn tiếp tục học không? Nếu muốn tiếp tục học thì mình viết luôn cái kết bài. Mọi người có thể học được tiếp không? Còn nếu mà muốn học tiếp thì mình viết tiếp kết bài. Còn nếu không thì mình hết hồn. Có thì mình học tiếp nha mọi người. Rồi. Có một vài câu tiếp câu mà chị chưa kịp trả lời là nói về cái chuyện chuyển ý, có cái này để nói tí nữa nói sau ha. Bây giờ mình dành thời gian viết kết bài nha. Rồi. Thôi tới luôn đi nha mọi người, trời khổ quá, bài nó khó quá mà. Bây giờ mở bài á, có bạn hỏi mở bài biết sao, thế thì để biết cách biết mở bài thì em có thể xem lại cái lesson trước nha. Cái lesson hôm nay là lesson 7, vậy em xem lại lesson 5 ở trên YouTube thì cái tuần trước chị có hướng dẫn cách mở bài rất là detail, thì em xem coi là mở bài có bao nhiêu step. Còn trong bài hôm nay thì chắc là không kịp thời gian để chị nói lại hoàn toàn cái mở bài. Hiện nay thì chị có nói được cho tụi em cái câu opinion thôi. Đây cái câu opinion thôi. Bây giờ nói lại một xíu nha. Trong mở bài thì em phải cố gắng em cho ba cái ý như thế này. Thứ nhất là intro ha. Mọi người phải cố gắng có ba ý như thế này. Thứ nhất là mọi người sẽ dẫn câu fit in, dẫn nhập. Có nghĩa là mọi người sẽ nói à ngày nay vấn đề về môi trường thật là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Ví dụ như vậy, cái đó là cái câu tiếng Việt. Còn câu tiếng Anh thì mọi người về cố gắng tra cứu như thế nào đó để có nha. Tiếp theo, mọi người sẽ paraphrase cho cái đề. À ok, bây giờ sẽ kịp từ để viết lại đề theo từ của mình. Và cái cuối cùng là mọi người sẽ nói về cái chuyện opinion. Hiện nay trên lớp mình mới làm xong cái opinion à. Cho nên là nếu ở nhà mà viết full bài thì mọi người phải bổ sung thêm hai câu về lead in và câu về paraphrase nha mọi người. Tâm những bạn mà đang thắc mắc cái intro thì là vậy ha. Rồi, tới luôn nha. Bây giờ ok, bây giờ mọi người viết kết luận ha. Cái bài kết luận bây giờ mình nhắc lại là mình sẽ có hai câu. Thứ nhất là mình sẽ khẳng định lại cái quan điểm của mình, restate cái opinion của mình. À như vậy túm lại là nãy giờ bạn đọc hết bài của tôi rồi thì ý của tôi muốn nói là tôi chọn hai cái bằng nhau hay là tôi chọn cái nào nhiều hơn cái nào. Rồi mọi người khẳng định lại quan điểm của mình, ai ai cảm thấy là vẫn còn đủ sức học thì ghi cái câu này rồi chị sửa, còn không thì chị tự ghi câu của chị. Cái tiếp theo là mọi người có thể đưa ra một cái suggestion hoặc là một cái gọi là một cái advice hoặc là một cái prediction. Cái này nó gọi là cái phần extra thought nha, cái phần suy nghĩ thêm vào của mình đó. Lý do mình đưa là tại vì nếu mà mình chỉ dừng ở cái câu restate opinion thì in lộn cái này ghi lộn mà cái conclusion của mình nó cũng lủng à. Tại vì hồi nãy info của mình tới ba ý là đúng không mọi người? Đây
intro của mình nó tới ba ý như thế này. Và bây giờ conclusion không lẽ mình viết có ý, cái cục diện nó có đẹp cái đội hình. Thành thử ra mình nên thêm một extra thought. À như vậy thì dựa vào cái bài này tôi cảm thấy là tôi có một đề xuất nho nhỏ nè. Và tôi đề xuất cái chuyện này. Hoặc là tôi dự đoán là trong tương lai nếu mà nhà nước tiếp tục gọi là đưa ra thêm nhiều luật pháp chặt chẽ hơn thì tôi nghĩ là động vật sẽ dần dần được cứu, sẽ không còn nhiều cái vấn nạn tuyệt chủng nữa, ví dụ như vậy đó. Nghĩa là mọi người sẽ tập đưa ra thêm một cái suy nghĩ extra thought à. Rồi bây giờ được thì mọi người ai mà có thời gian, ai mà còn ở lại lớp thì mình viết một cái câu restate opinion đi. Trong lúc mọi người viết cái câu đó thì chị sẽ hướng dẫn cho mọi người, không phải hướng dẫn, chút mới hướng dẫn, bây giờ chị sẽ ghi ra cho mọi người những cái từ nối chuyển ý mà mọi người cần có nha. Lời yêu kết bài trùng với ý của thân bài. Nó có trùng với ý của thân bài được đâu em, tại vì cái thân bài là idea để support, còn kết bài nó phải là câu chốt lại, thì em không thể nói lại một lần nữa thân bài mà em phải chốt cho nó bằng với cái introduction nha. Tại vì chị gọi là restate opinion, có nghĩa là em phải chốt lại cho nó bằng cái câu opinion ở trên intro á, chứ không phải là em ngồi em gom lại hết cái ý của thân bài đâu nha. Thì mình phải hiểu được cái bản chất của conclusion nha. Mình nói lại cái quan điểm của mình, thì cái quan điểm này là cái mình đã viết ở intro, bây giờ mình bưng xuống, mình dùng từ đồng nghĩa để mình restate lại ha. Cho nên đừng có sợ nó trùng với body nha. Body mình đưa ra các cái idea nhỏ mà, chứ đâu phải là quan điểm đâu. Thành ra nó sẽ không có trùng được. Người viết đi. Mọi người viết đi ha. Trong lúc mọi người viết thì chị sẽ ngồi chị liệt kê ra những cái từ nối để cho mọi người về sử dụng trong bài viết này. Cố gắng nha mọi người ơi, tại bài khó cho nên là nhiều khi để mọi người ở nhà tự bơi mọi người viết không có được đâu, rồi viết lum lộn xộn á. Cho nên ở trên đây nếu mà đã được học đó, thì về nhà mình sẽ viết nó dễ hơn, và mình sẽ có tư liệu để mình tham khảo, hoặc thậm chí là mình có lên mạng mình tham khảo thì mình cũng hiểu tại sao nó viết như vậy. Hôm nay mọi người chịu khó thêm xíu nữa nha. Bạn hỏi buổi học hôm nay phù hợp với ban mấy. Thực ra là đi thi bây giờ 1 điểm hay 9 điểm thì cũng phải làm cùng một đề như nhau, cho nên là tất cả các ban đều có thể cho cái buổi học hôm nay. Tùy mỗi ban mà tụi em sẽ sử dụng cái từ vựng cho phù hợp. Ví dụ bạn nào ban thấp thì như chị nói hồi nãy trong bài chị có ghi những cái cấu trúc basic. Ví dụ như cái câu này đi, nó rất là basic, thì bạn ban thấp có thể xài câu này. Bạn nào mà ban cao thì em có thể xài những câu dưới đây. Có nghĩa là không phải là 4 chấm thì không học được lớp này, hay là 9 chấm thì không nên học lớp này. Cơ bản là cùng một cái đề mà mình sẽ có các cái kiểu viết khác nhau và các từ vựng mình dùng khác nhau. Ở đây là chị đang sử dụng cái từ vựng basic ở cái mức là tầm 6 chấm đến 6.5, 6, 6.5 gì đó, cho mọi người ai cũng follow được. Còn nếu mà mọi người thấy nó dễ quá thì về nhà tự nâng cấp từ vựng. Còn ai thấy khó quá thì có thể học theo cái lập luận, nhưng mà mình xài cái từ nó còn dễ hơn nữa nha. Cho nên là mọi người cứ chơi bình thường. Tại vì đi thi thì cỡ nào cũng có đề thôi mà, cho nên không thể gọi là đề này thì ban cấp không chơi được thì nó không đúng.
bạn nào mà viết được kết luận thì cứ mạnh dạn gửi nha, hay là tụi em có thắc mắc gì thì tụi em cứ gửi lên ha. Chị không hiểu ý của một bạn, có bạn hỏi không cần kết luận được không? Ý em là không cần viết các conclusion cho bài viết của mình, hay ý em là kết luận cái gì? Ý em là mình chốt đoạn hay là ý em là cái conclusion cuối cùng? Em hỏi là kết bài thì kết bài không cần cũng được nha, nhưng mà em sẽ bị trừ điểm, cho nên là ý là phải cần đó mọi người, tại vì cái cấu trúc của nó giống như văn tiếng Việt vậy đó, mình mở ra xong mình giải thích một nùi thì mình phải có kết lại, chứ không thể mình nói xong rồi mình bỏ đi thì không được, bài của mình không trọn vẹn, nên em phải có kết luận. Cái này là những cái cấu trúc rất là basic rồi, một chấm cũng phải làm cái chuyện này, nghĩa là một chấm thì cũng phải viết intro, viết body rồi viết kết luận nha, mình không có né được. Quan trọng là mình viết hay hay dở thôi, chứ còn cái bố cục ba phần này là cái nào cũng phải có hết. À, bây giờ có một bạn gửi về rồi, cho nên chị lấy của bạn đó nha, chị sửa nha. Ủa, pháp luật, sorry mọi người. Có một bạn gửi về và chị thấy bạn này là có tham gia lớp, chắc là có tham gia buổi trước và có học bài, tại bạn viết y chang cái mà chị có nói ở buổi trước, bạn viết là by way of conclusion, bằng cách kết luận lại là, thì tôi reaffirm that, này em có thể thêm I reaffirm my position that, thành tôi tái khẳng định lại quan điểm của tôi rằng là protecting environment is the key discipline to help animal preservation. Cái này khi mà em khẳng định là em nhớ khẳng định cho nó đúng cái đề nha, như vậy đề nó có bao nhiêu từ, trên đất đề nó có từ natural, tiếp theo nó có từ là human, thế thì bây giờ em nhớ khẳng định lại có thêm yếu tố natural, à như vậy thì tôi reaffirm that mặc dù animal mặc dù tự nhiên nó chiếm một phần nhỏ, nhưng mà human vẫn là yếu tố chính dẫn đến sự ô nhiễm môi trường, và vì vậy chúng ta cần phải chung tay góp sức để bảo vệ môi trường, như vậy nha. Rồi bây giờ chị sẽ viết lại cái conclusion này cho nó hoàn chỉnh xíu. Như vậy là by way of conclusion, I reaffirm my position that, khẳng định lại quan điểm của mình rằng là nature just plays a small role why human xài hoài đó, từ khác primary contributor là những cái người đóng góp chính to animal disappearance. Như vậy cái câu này thứ nhất là em đã giải quyết được cái keyword đầu tiên, đó là cái chuyện là tự nhiên hay nhân tạo. Xong giờ vì nó nhân tạo mà cho nên mình phải có solution. Therefore, human should join hands, mọi người nên chung tay đi, mọi người nên join hands để mà to preserve animals as soon as possible. Rồi, ta biết một cái kết luận như vậy nó cũng không có phải là quá khó, mà từ vựng nhưng nó đầy đủ tại vì chúng ta đã đề cập đến những keyword mà đề nói. Thứ nhất là keyword về nature này, mọi người đề cập được rồi. Thứ hai, keyword về con người này, mọi người đề cập được rồi.
Và tiếp theo mọi người đã đề cập đến cái chuyện là join hand to preserve, như mình đã nói về cái giải pháp phòng xong đó. Thì mọi người nên hướng đến một cách lần, tại vì mình đã kết lại rồi mà, cho nên là mình phải kết nó đầy đủ. Ví dụ như mở bài người ta nói cái gì, trong cái đề người ta nói cái gì, thì mình kết lại nó phải có đầy đủ. Rồi mọi người đối chiếu nè, hồi nãy có phải là mình phân tích cái đề nó có ba cái màu vàng như thế này không? Như vậy bây giờ mình kết luận lại, mình cũng sẽ có ba cục màu vàng như thế này, để cho người ta thấy là à, rõ ràng bạn này làm rất là logic, bạn đọc đề, bạn hiểu đề, bạn mở đề nó hợp lý, và bây giờ bạn kết lại nó cũng hợp lý luôn. Ba như từ vựng lắm, có bị rơi rớt ở chỗ nào hết. Reaffirm là tái khẳng định nha. Reaffirm có nghĩa là re là again á, repeat lặp lại đó, affirm là confirm, khẳng định. Như vậy reaffirm, tôi tái khẳng định cái position của tôi. Tại vì có một số bạn là mới join buổi đầu hay sao, cho nên chị thấy là không có follow được cái cách lập luận cho lắm. Thành thử ra tụi em chịu khó về xem lại những cái video cũ nha, bởi vì những video cũ thì đã dạy rất là cụ thể rồi. Ở đây thì không thể mình dạy lại, nó sẽ mất thời gian và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái bạn mà đã join cái buổi trước á. Thành ra là tụi em cố gắng ai mà chưa kịp join buổi trước thì về mình coi lại để mình có cùng cái nhịp học với mọi người nha. À, rồi bây giờ nhiều bạn hỏi, có rất là nhiều cái câu hỏi về phần chuyển ý, về cái phần từ nối, thì chị sẽ hệ thống ở đây. Từng cái màu là từng cái chức năng khác nhau nha. Ví dụ màu này là nói về gì, màu này nói về gì đó. Cho nên là về nhà nếu mọi người có coi lại thì cũng sẽ dễ hiểu. Thứ nhất là trong intro thì mọi người cố gắng xài cái cụm này, in my opinion, thay vì mọi người dùng là I think, I believe or I feel. Nghe rất là cảm tính, tôi cảm thấy, tôi nghĩ, nghe nó cảm tính lắm, nghe nó không có formal, không có học thuật một chút nào. Cho nên mọi người nên ghi là in my opinion, I would, tôi sẽ lập luận rằng là, I would argue that, tôi lập luận rằng là, hoặc là tôi contend. Contend là một từ đồng nghĩa của từ argue, nhưng mà nó cái level điểm nó cao hơn. Cho nên ai mà thích hướng đến những cái cấu trúc mà hay ho xịn sò hoặc là ba điểm cao thì em nên thay đổi từ argue thành từ contend. Rồi, khi mà chị dịch ra cái cụm từ này thì mọi người nghe nó cũng formal hơn rất nhiều đúng không? Trong quan điểm của tôi sẽ lập luận rằng là, nghe nó như luật sư vậy đó. Nó sẽ đỡ hơn cái câu là tôi cảm thấy nghe nó rất là cảm tính, giống như Văn nói vậy đó. Xong. Rồi, xong, đây là cái intro nha. Tiếp theo về cái thân bài đi ha. Thế thì mình có hai thân bài đúng không? Vậy thì mọi người nên mở đầu bằng cái cụm là on the one hand, một mặt, và on the other hand là mặt kia đó, để cho nó đối xứng với nhau. À, như vậy một mặt thì là do môi trường như thế nào, do tự nhiên như thế nào đó, mặt kia là do con người. Đây là hai cái cặp từ đối xứng nha, mọi người nên dùng. Sau đó khi mà mọi người lập luận là mọi người nói là thật sự chính xác là ví dụ như là có cái chuyện là vì chọn lọc tự nhiên, vì quá trình tiến hóa này kia, thì mọi người sẽ dùng những cụm này để cho thấy một cái thông tin gì đó nó chắc chắn là như vậy. Thì mọi người sẽ dịch ra ha, nó là một sự thật không thể chối cãi rằng là, thật là một sự thật không thể chối cãi rằng là, trong quá trình tiến hóa tự nhiên thì nhiều động vật sẽ biến mất vì nó không thích ứng được với cái sự thay đổi của tự nhiên như thế này. Hoặc là mọi người dùng điểm cái này nó đều đồng nghĩa hết nha, chẳng qua cái về nghĩa tiếng Việt nó hơi khác xíu, còn trong tiếng Anh thì cơ bản nó là như nhau. Như vậy nó là một sự thật không thể chối cãi rằng là, hoặc là nó hiển nhiên rằng là, hoặc là không thể phủ nhận rằng là, hoặc là admittedly là phải thừa nhận rằng là đó. Thì những từ này nó đưa vô cho mình để người ta thấy oh wow, ok, ý này đáng tin cậy đó, ý này thật là mạnh mẽ, giống như bạn đang đưa ra một cái luận điểm từ sách vở nào vậy đó. Rồi, những câu tiếp theo thì mình phải giải thích cho ý của mình đúng không? Ví dụ như là nói cách khác để cụ thể hóa cái ý ở trên, thì như vậy mọi người có thể dùng những từ nối này. In other words là nói cách khác, to be more specific có nghĩa là cụ thể hơn, là in detail có nghĩa là chi tiết. Là thế thì câu trên mình phân tích một ý rồi, bây giờ mình không thể để ý đó rồi mình đi được, nó sẽ rất là lưng chực, nó không có đầy đủ. Thế thì mình phải chuyển ý, mình phải kêu là à, cụ thể rằng là, ví dụ như câu trên mọi người nói là do công nghiệp, thế thì ở dưới mọi người nói là à, cụ thể rằng là trong quá trình đốt cháy những cái nhiên liệu để mà vận hành nhà máy, vận hành xí nghiệp, thì hoạt động industry của mình đã thải ra rất là nhiều khí thải. Rồi, như vậy đây là những cái từ để mọi người đi theo cái ý của mọi người ra ha. Sau khi mà mọi người nói body 1 thì có phải body 2 mọi người có thể chuyển ý however này kia đúng không? Như vậy cái từ đồng nghĩa với however mọi người có thể nói là that being said, mặc dù những điều đã nói ở trên, that being said, hoặc là however thì mọi người biết rồi, tuy nhiên, hoặc không mọi người có thể dùng từ nevertheless. Nevertheless cũng là một từ đồng nghĩa của however ở mức của ban điểm cao hơn. Thì những cái từ mà mọi người ít nghe hơn thì ban điểm nó sẽ cao hơn, vậy thôi. Rồi, sau khi mọi người nói xong ABCDZ gì đó, mọi người muốn túm cái đoạn văn lại, nói chung là bây giờ mình muốn khóa cái ý của mình lại, mình coi là à, như vậy túm lại là mặc dù
Nature nó có một phần nhỏ, nhưng mà con người mới là cái yếu tố chủ chốt, mới là cái yếu tố quan trọng. Vậy thì mình sẽ tóm lại bằng cái ý là as a result, tóm lại là, chốt lại là, hoặc là mọi người nói là on the whole, nhìn chung, nhìn chung con người mới là nhân tố chính gây ra cái sự ô nhiễm môi trường, gây ra cái sự biến mất, biến đổi của động vật đó. Thì đây là những cái từ nối mà giúp cho mọi người tạo cái connection trong bài viết. Tại vì không thể là mình viết câu A sau mình dùng tâm viết câu B, nó giống như là những cái miếng đồ chơi xếp hình mà mọi người không có connect lại với nhau, nó không có cái mấu chốt gì hết. Cho nên là mọi người cố gắng mình cứ viết đi, sau đó mình xem những cái cục này mình thêm thắt nó vô như thế nào để đọc lại cho nó hợp lý hơn ha. Rồi về kết luận thì mọi người sẽ viết là by the way, in conclusion, mọi người biết rồi nha, cho nên chị sẽ không ghi nữa, mà thường người ta sẽ thích dùng cái cụm này nó formal hơn. By the way, conclusion, I reaffirm my position that, tôi tái khẳng định lại quan điểm của tôi rằng là đó. Thế thì những cái cách mà mọi người viết ý cái này đó rất là formal cho bài viết của mọi người. Bởi vì bài viết của mình cần nhất là cái sự formal mà mọi người. Cho nên là mọi người càng formal thì càng tốt, thì nó càng là văn phong học thuật nha. Mình tán những cái từ mà tôi cảm thấy là tôi tin này, tôi nghe nó rất là văn nóm, nghe nó khá là cảm tính á. Cho nên mình phải ghi cho nó khác vô. Tôi lập luận rằng là tôi tái khẳng định cái quan điểm của tôi rằng là đó. Mọi người từ cái ý tiếng Việt mọi người nghe nó cũng strong hơn. Những cái từ như I feel, I believe, I think rất là nhiều ha. Thì sau khi mọi người viết bài, nếu ai mà viết bài lâu á, thì những từ này nó nằm trong đầu luôn rồi. Cứ viết cái là nó đẻ ra ở dưới ngòi bút vậy đó, thì mọi người sẽ nhớ để thêm vô. Nhưng trong trường hợp mà mọi người mới học, thì mọi người cứ viết xong một bài cho nó cơ bản đi, có cái ý nằm trên mặt giấy đi. Xong rồi mình mở lại cái file này mình xem, ok, trong body tôi có thể đưa những cái từ nối nào vào, thì mọi người nhét mấy cái từ nối này vô nha. Đó, mọi người nhét vô những cái từ, những cái đầu câu ở những cái phần này. Để cho cái bài viết của mình nó kết nối hơn với nhau ha. Thì đây là toàn bộ những thứ mọi người cần quan tâm trong khi viết bài. Nhắc lại lần nữa nha, thì nãy giờ nói nhiều quá sợ quên. Thứ nhất là đọc kỹ, thật là kỹ cái đề để phân tích từ khóa ra nha. Nhớ đề dễ thì đương nhiên là nó đơn giản rồi thì có thể không phân tích cũng được, nhưng mà tốt nhất là nên làm để cho nó có cái hệ thống. Nói chung là đề nào gặp cái là gặp chân, gặp cái là gặp chân liền. Như vậy đề này cũng vậy ha, càng khó thì mình càng phải đọc kỹ và mình phải gặp chân. Rồi như vậy bước 1 cứ đi phân tích keyword đi. Bước 2 suy nghĩ một cái quan điểm. Và nhớ là khi suy nghĩ quan điểm thì mình cái quan điểm này nó phải thuận lợi quá trình viết bài của mình. Như là nếu mà mình chọn quan điểm nào mà một chiều á, kiểu như là mình đơn phương vậy đó, thì nó sẽ rất là khó để mình viết. Mình đến đó thể nào mình cũng cảm thấy là mình muốn thụt lùi, mình cảm thấy là không thể viết tiếp, không có ý đi vào ngõ cụt. Cho nên là đa phần mọi người nên nhìn nhận theo hướng hai mặt. Ok, có này có kia. Ai mà không rành về lập luận, ai mà cảm thấy mình còn non trong lập luận, có thể chia đôi ra, bên nào cũng 50 ha, cho nó cân bằng, cho nó dễ viết. Còn bạn nào mà đã viết lâu rồi thì mình có thể suy nghĩ theo hướng 70-30 để mình tập cho mình một cái tư duy phản biện. Sau đó khi mà có được cái opinion rồi thì mọi người biết tạo lập dàn ý. Ok, quan điểm của tôi là nature 70, human 30 thì tôi sẽ sắp như thế nào vào cái bố cục của tôi. Tôi nhớ là cái gì nhẹ hơn phải nổi lên trên, thì human nó phải nằm trên. Còn tôi mà chọn bằng nhau thì nó dễ ẹt, là cứ đổ đồng mỗi cái một body cho nó lẹ. Rồi nếu mà tôi mà chọn nature bé hơn human thì bây giờ nature lại phải nổi lên trên, tại vì nó nhẹ hơn nó lại phải nổi lên trên đó. Thì cứ như vậy mà mọi người sắp nó vô cái body cho nó phù hợp. Sau khi mà có ý rồi thì bây giờ chúng ta có cái sườn ý detail như thế này, chúng ta chỉ việc ok nhìn vô và viết bài thôi. Thì viết bài xong thì chịu khó dòm lại xem mình đã có những cái keo hồ chưa, kết dính bằng những cái từ nối chưa. Nếu ai mà chưa có thì hãy vội vàng lật đật lấy cái file này bưng vô để cái bài của mình nó chặt chẽ hơn, nó mạch lạc hơn nha. Thì dần dần mọi người cứ tập luyện những cái thao tác này thì ai cũng sẽ viết bài được thôi mọi người. Tuần trước chị đã nhận về rất là nhiều bài và mọi người ai cũng thể hiện là lần đầu tiên trong cuộc đời em viết cái bài hoàn chỉnh như vậy. Và em viết sau em cũng không nghĩ là em viết được một bài hoàn chỉnh luôn. Thì bình thường em nghĩ là viết bài là phải cần đến bao nhiêu chấm, phải có chấm rồi mới viết được bài, chứ còn em mới học nhưng không nghĩ là em viết được bài. Thì mọi người cứ phải nỗ lực ha. Ở đây đã có ý hết rồi, bây giờ chỉ cần mọi người đặt cái câu xuống, thêm một chút cái ngữ pháp vào là sẽ thành ra bài thôi. Thành ra là ai cũng phải cố gắng viết nha, để viết cho nó quen tay. Tại vừa có cái nỗi sợ viết thì mọi người sẽ có cái tiền đề mọi người học những cái kỹ năng khác nó tốt hơn. Bởi vì viết luôn là cái thứ mà mình sợ nhất. Tại vì nói thì cứ nói đại thôi, hoặc là đọc thì mình thấy ta ghi gì mình đọc đó, nghe thì cũng từ từ nghe được. Nhưng mà cái viết thì nó cần nhiều cái nỗ lực, cái sự practice và học từ. Còn bạn nào mà thắc mắc về cái học từ đó, thì bây giờ chủ đề nào cũng khó hết. Ví dụ bây giờ em nhìn thấy chủ đề animal nó khó, khi mai mốt em thấy chủ đề về
toàn cầu hóa nó còn khó hơn, rồi mai mốt em thấy chủ đề chính phủ nó còn khó hơn nữa. Cho nên cách duy nhất mà em học từ đó là em phải tập viết bài nha. Đó, ví dụ như những cái bài này thì em viết xong, em có thể một tuần em chỉ viết được một bài thôi cũng chả sao cả, miễn là em viết xong em phải cố gắng em học từ trong bài này và em phải rút ra được kinh nghiệm. À, mình đã làm gì trong bài viết này, mình trải qua những step gì, cái cách mình viết ra sao để mà ứng dụng cho những bài kia, chứ đừng có viết xong rồi dục ở đó và mà không rút ra được kinh nghiệm ha. À, bạn hỏi kết đoạn có thể không viết có ảnh hưởng gì không ạ? Em sợ trùng ý cái kết bài. Nếu mà em chưa đủ từ vựng thì thôi em không cần viết. Còn bạn nào mà đã đủ từ vựng rồi thì các bạn có rất nhiều từ để paraphrase. Cơ bản là về paraphrase thôi, vì ý nó vẫn là cùng một cái ý cốt lõi. Intro hay conclusion nó cũng là một quan điểm đó thôi, chẳng qua là mình paraphrase. Cho nên nếu bạn nào mà tự tin vào khả năng của các của mình thì em có thể viết ha. Còn nếu bạn nào mà mới học chưa tự tin thì em không thích viết cái câu chốt đoạn cũng được. Nó chỉ là không có lập luận, nó không được cứng lắm thôi. Thì mới đầu thì cũng có thể như vậy, cũng chấp nhận được nha. Nhớ là mới đầu thôi nha. Còn sau này khi em học lâu rồi thì em nên làm cho những cái thao tác nó phải chặt chẽ với nhau. Đã mở thì phải kết, đã có câu mở đoạn thì phải có câu kết đoạn, đã có mở bài phải có kết bài. Phải như vậy thì điểm nó mới cao được. Rồi mọi người có còn thắc mắc cái gì nữa không mọi người? Đây là một bài nó rất là, chung là rất là nhiều tâm huyết của cả người học và người nói luôn nha. Cho nên mọi người cố gắng về mình xem lại thật là kỹ ha. Thì cảm ơn mọi người đã cho tới giờ phút này nha. Nói chung là writing thì nó rất là nặng ấy, cho nên là chị cũng hiểu được là mọi người sợ hay là này kia. Cho nên mọi người về hãy coi lại nha. Mọi người nhớ là hãy coi lại cái bài này và có thể lưu lại học từ vựng hoặc là tập tiếp bài này 1000 lần cũng được, vì đây là bài khó. Phải thừa nhận đây là bài khó nha. Cho nên là nếu mà ai mà viết được cái bài này thì rất là tốt. Những cái bài sau thì em sẽ thấy là cái lập luận nó dễ hơn, nó easy, nó không có còn phải làm thầm như thế này nữa ha. Rồi, mình dừng ở đây nha mọi người. Ngày mai mình sẽ tiếp tục học reading và học listening ha. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha.